thì cho xin số lại địa chỉ đi đơn luôn ý. Hello các chị đẹp. Hey nhau mọi người, trời ơi hôm nay thực sự là em lên hơi hơi muộn giờ một tí, lúc đầu định 7 giờ lên nhưng mà thôi được rồi, 8 giờ lên. Lên 8 giờ cũng được này, nhiều mã đẹp xuất sắc luôn này, toàn bộ áo len trẻ em này. Cái hàng len này là hàng len hãng của em rồi nhá. Cái len này là len hãng này, họ tuồn ra một ít thì em bán cho mọi người, đây đều là len Quảng Châu chất rất đẹp. Của nó là hàng hãng, một cái hãng rất nổi tiếng của Trung Quốc, đó là hãng ABC này. Rất đẹp luôn này, ABC kit luôn này, chất cốt tông này, len này rất mềm mọi người nhá. Len này cực kỳ mềm luôn này. Chất rất đẹp, đều là len trẻ con. Hôm nay thì em đã làm size cho mọi người rồi. Thì bé nha mọi người là size bao nhiêu này, có size 90. Trung bình em thấy là cái size nhỏ nhất là size 80 thì có nghĩa là tầm khoảng bé lớp 3 gì đó. Còn size này thì tầm khoảng 4 tuổi mặc ok này đó. Mọi người comment của em kèm số tuổi của bé hoặc kèm cân ý thì để em bấy cho mọi người. Trưa nay thì mọi người đã biết rồi, riêng cái len Quảng Châu, hàng của len Quảng Châu của trẻ con ý, nó còn đắt hơn cả hàng người lớn cơ. Nó còn rất là đắt hơn cả hàng người lớn cơ. Thế nên là mọi người chia sẻ livestream cho em còn một ít cái len hàng trẻ con này này. Đây này. Chất rất đẹp nha, hàng len trẻ con chất rất đẹp nên mọi người chia sẻ livestream. Ôi eo ơi, Lê Thị Hà hôm nay không cao su mà. Hôm nay là giờ không cao su đấy, chị ấy chia sẻ len cho em đi. Mở đầu livestream cho em thì thực ra là trưa nay mọi người mua một cái giá rất là rẻ rồi, nhưng mở đầu livestream cho em coi như em muốn tặng quà cho các mẹ. Em muốn tặng quà cho các mẹ vì các mẹ mua hàng nhà em rất nhiều rồi. Mọi người mua hàng nhà em rất nhiều rồi, mẹ là mua hàng nhà em nhiều rồi, còn người lớn thì gần như là cũng chưa mua. Mọi người xem mạng có ổn định không để bắt đầu lên tặng quà này. Đây là cái len trẻ con này, hôm nay em sẽ bán một cái giá rất là rẻ cho mọi người. Rất là rẻ cho mọi người comment của em kèm size bé nha. Mọi người hay mặc ý là size bao nhiêu, bởi vì thực ra là em cũng ok đặng thì Như Quỳnh, thế em lấy cho chị một cái size mã đây nhá, 80 nhá, từ từ này mọi người comment của em. Trước nay em bán ra một giá rất rẻ rồi, hôm nay mọi người hôm nay mọi người vào hết đi, mọi người vào lại cho em này một cái áo trẻ con này hàng hãng nhá, có tag mark này. Áo này là áo của bé gái mọi người nhá, không phải áo của bé trai nhá. Áo này là áo của bé gái nên không phải áo của bé trai nhá, hàng Quảng Châu này, rất là đẹp. Về có một cái mark bởi vì là nó hàng tuần nên là thành ra là mọi người hộ em với, là mọi người cắt cho em cái mác đỏ đi này, nó đính đằng sau mác đỏ chắc là để kiểu ấy gì đó. Đây là hàng Quảng Châu nhá, nói chung là chất rất là đẹp, hàng này chất rất là đẹp này, nó là một hàng hãng của Quảng Châu luôn, chất rất là đẹp. Nên là mọi người hộ em với, là mọi người comment hộ em và chia sẻ livestream cho em một cái áo bé này em bán rất là rẻ cho mọi người, đợi mọi người vào hết đi, rất là rẻ luôn, cực kỳ rẻ luôn. Có áo ghi lê và chân vầy 42 cân để mình nhé. Ok sẽ hôm nay rất nhiều mã nên em bán cho mọi người một cái giá, mọi người chia sẻ livestream lên cho em, bán cho mọi người một cái giá này đúng là 40.000, là không có lãi luôn, đúng là 40.000 luôn. 40.000 cho em, comment của em là bé size nhá. Đây này, 40.000 cho em này, rất đẹp này, cái bé này để cho chị Đặng Thị Như Quỳnh 40.000 một cái, comment mã 01 cho em 40.000 một cái áo bé thôi ạ. Cực kỳ đẹp, 40.000 cho em một cái áo bé này, còn chủ yếu là size 90 mọi người nhá. 40.000 cho em một cái áo bé này, ok này, mã 01 này chị Quỳnh Đặng này. 40.000 cho em một cái áo len đè bé này, 40.000 cho em này. Ok này, thu nhài 15 cân thì lấy size 90 nhé, thu nhài. Ok này, chốt thu nhài một cái này. Đẹp xuất sắc luôn này. 01 thu nhài cho em này. Ok 01 này. Thu nhài này ok này. Thu nhài là một bé 8 tuổi 18 cân với cả một bé là 4 tuổi đúng không? Ok thu nhài này. 4 tuổi mặc size một thu nhài cho em này là 40.000 này, ok này. Thế thì sang bé 8 tuổi là 18 cân à? 18 cân thì mặc sang size là size 100 nhá. Hoặc là size bao nhiêu đây? Thế đi mặc size bao nhiêu nhở? 100-130 đi. Đây, cái này chắc là mười mấy cân mặc được vậy. Trời ơi, này rộng chứ. Rộng á, thế đi sang size 100 nhá. Size 100 chắc ok ha. 40.000 cho em rất đẹp này mọi người nhá. 40.000 cho em một cái. 40.000 cho em này. Thu nhài này, không một này. Em căn size chưa được chuẩn lắm đâu đây mọi người. Cứ lấy to to ra một tí cho em, chả mấy khi có hàng rẻ như này. Có 40.000 một cái thôi. Nên là chẳng có khi mấy hàng rẻ như này. Mọi người chia sẻ livestream lên cho em nhá. Bé này chia sẻ livestream lên cho em mọi người ơi. Có size 120 không? Để mình một chiếc mưa cuối đường xin à. Em để cho thỏ size 130 nhé tình yêu. Đây để cho thỏ size 130 nhá. Đây này. Để cho thỏ size 130 này. Để cho chị Quỳnh một size 130 này. Ok 15 cân thì chị sang size 90 đi nhá. Size 90 ok đấy tình yêu. 15 cân size 90 đi ạ. 15 cân là size 90 cho em nhá. 15 cân là size 90, 40.000 cho em một cái này. Để cho chị size 100 á. Size 90 không chị? 100, à đây 100 đây rồi. Ok cho chị size 100 này. Nó chỉ sang 100 này. Mọi người comment của em 100 là tầm khoảng. Mọi người cứ lấy cho em nhá. Ok này. Mã không mấy nhỉ? 01 cho em này. 40.000 này. Mai Thu Huyền. Ok. Chị mọi người nhá, không có bé trai đâu, có áo len bé gái thôi. Hôm nay Trang Quỳnh ơi có như thế tình yêu này. Mọi người nhá, trái tim của gió 9 cân thì sang size 9 cho em. Em chỉ còn đúng size 9 thôi, một cái duy nhất là size 9 thôi này. Một cái à size là size 90 này. Size 90 cho em nhá. Size 90 cho em Trang Heo hay có đấy Trang Heo này. Mã này là size 90 cho em, mã 01 đúng không? 01 cho em này. Trang Heo này. À chứ nhầm, ai nhở? Trái tim của gió này. Đó.
Mọi người chia sẻ livestream mua hàng nhà Quỳnh lần nào cũng ưng xinh lắm mọi người. Cảm ơn chị Khánh An nhé. Hôm nay chị Khánh An mua cũng rất là nhiều luôn này. Bé gái 5 tuổi 22 cân thì mọi người mặc cho em size 150 nhá. 5 tuổi 22 cân này, Ngô Hường có hàng này, chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em này, Ngô Hường có hàng này. Đẹp lắm mọi người ơi này. Ngô Hường cho em chia sẻ lên cho em nhá. Chia sẻ lên cho em các chị. Ok này. Chia sẻ lên cho em là Ngô Hường này bao nhiêu đây? 01 đúng không? 40.000 thôi mọi người nhá. Ngô Hường cho em này. Nhớ là chia sẻ lên mới được giá 40.000 nha mọi người nha. Nếu không là không được giá 40.000 đâu ạ. Ngô Hường cho em này. Ok, Nguyễn Hiếu đã có nhìn thấy tình yêu Nguyễn Hiếu rồi nhá. Nhật Xù size 100. Size 100 thì như em hết rồi. Cái size này bằng với size 9 hay sao ấy ạ? Đúng rồi ạ. Em còn size 9 thôi mọi người ơi, còn size 9 thôi nhá. Còn đúng cái size 9 thôi là bé tầm khoảng từ 2 đến tầm khoảng 3 tuổi là ok. Bé nào mà tầm khoảng đây này, size 9 cho em này. 40.000 cho em này. Cực kỳ đẹp luôn, còn size 9 thôi mọi người nhá. Còn size 9 thôi ạ. Size 9 này. Ok, Nhật Xù 90 này. Hoa pha lê này. Nhật Xù 90 này có hàng này. Chị Hoa Pha Lê ơi, có một đơn hoàn tình yêu ơi, Nhật Xù này. Nhớ là chia sẻ livestream cho em để mua được áo bé nhá. Nhật Xù size 90 này, 01 Nhật Xù này. 01 này, Nhật Xù này. Nhật Xù cho em này, 40.000 này. Ngô Hường có số điện thoại rồi này, ok này. Nguyễn Thu Huyền size 9 ok này. Nguyễn Thu Huyền size 9 này. Nguyễn Thu Huyền này, ok này. Winnie Sunny này, đúng rồi, Nguyễn Thu Huyền đấy. Trịnh Phượng này. 01 này, Nguyễn Thu Huyền này. 40.000 này, ok này. Chị gấu bông một cái này. Gấu bông cho em này. Size 90 này. Gấu bông size 90 cho em này. Winnie Sunny với Trịnh Phượng này. Mã 01 này, gấu bông này. Size 9 mọi người ơi, gấu bông cho em này. 40.000 này. Ok. Chốt cho em Winnie Sunny này, Trịnh Phượng này. Nhanh tay các chế nhá. Winnie Sunny cho em này. Trịnh Phượng 01 này. Hoa pha lê rồi này. 01, anh hoa pha lê chưa ghi đúng không? Ừ. Hoa pha lê này. 40.000 này, ok này. Mã 90 à, size 90 cho em nhá. Đây, 01 chốt cho em Trịnh Phượng này. Còn cái tình yêu Trịnh Phượng này, lên chia sẻ lên cho em để mua được áo bé giá 40.000 nhá. 01 chốt cho em này. Trịnh Phượng này, ok này. Trịnh Phượng này, chị Thu Đỗ này hết sạch luôn ạ. 40.000 này, ok ạ. 01 Thu Đỗ ạ. À đây vẫn còn ít này. Vẫn Thu Hiền chi số cho anh đây. 01 này. 01 Thu Đỗ cho em này. 01 Thu Đỗ này. Thu Đỗ này. 01 chị Thu Đỗ này. 40.000 này, ok này. 01 Winnie Sunny cho em size 90 10 cân, mặc hơi bị rộng một xíu nhưng mà mùa hè thì à mùa đông thì mọi người mặc ở ngoài cũng được này. Winnie Sunny không biết là nhớ đã ghi đâu. Không nhớ đã ghi chưa đâu. 01 Winnie Sunny này. 01 Trang Quỳnh này. Sắp hết rồi các tình yêu Winnie Sunny cho em này. 40.000 này. Ok, 01 Trang Quỳnh cho em. 01 Trang Quỳnh cho em, chia sẻ lên cho em nhá mọi người nhá. 01 này. Đây lên một mã tặng cho em này, 01 này Trang Quỳnh này. Đây. Còn một cái áo bé cuối cùng luôn, em cũng xin phép được dành cho mẹ nào may mắn nhất, bởi vì cái áo bé này có một chút vấn đề nhẹ một xíu. Chia sẻ lên cho em mọi người nhá. Hello chị Hiền Quyền. Các tình yêu chia sẻ lên cho em cái vấn áo này, nó chỉ có một vấn đề một xíu thôi, không ảnh hưởng gì cả mọi người này. Để kỹ thật là kỹ mới ra, nó chỉ một vàng nhẹ xíu luôn, là nhẹ xíu luôn đấy mọi người ạ. Cái này comment của em là tặng này, rất đẹp luôn này. Một áo bé tặng cho em này, chất len rất là mềm nha. Nói chung là em thấy cái chất len này khá là ok, nó là hàng hãng của Quảng Châu. Nên mọi người cho em tặng một áo bé cho em này. Comment của em một tặng một áo bé này, phải chia sẻ lên cho em mọi người nhá. Dạo này lời chia sẻ của em rất là ít luôn, chỉ chia sẻ mà được tặng thôi. Nếu như vào trên cá nhân của các chế mà không chia sẻ là em hủy mã tặng luôn các tình yêu nhá. Nhớ là em tặng cho mọi người thì mọi người chia sẻ lên cho em này. Comment một mã tặng cho em này, rất là đẹp nhá, áo bé này. Nhìn cả cái tay của nó nhá, cực kỳ xinh luôn đấy mọi người ạ. Comment của em một mã tặng này. Tặng ok này, chốt tặng bé cho em. Tặng bé cho em cộng tặng bé đã chia sẻ 10 lần cho em nhá. Chốt tặng cho em này, cực kỳ xinh luôn. Chốt tặng giúp em các tình yêu, chốt tặng bé cho em này, cực kỳ đẹp. Tặng bé cho em ạ. Mọi người nhớ là chia sẻ lên cho em nhá, tặng bé cho em này. Tặng bé cho em đã chia sẻ 10 lần các em này. Tặng bé cho em mà đã chia sẻ 10 lần này. Lát thì Lan Hương ơi, đơn tình yêu tớ gửi ship rồi, chắc là mai nhận được thôi, bởi vì hôm nay tớ gửi hơi muộn. Sorry tình yêu nhá. Lên cho em nữa này, một cái mã này mọi người chắc chắn là thích luôn này. Quần bò, trời ơi cái quần sóc bò thì cực kỳ xinh luôn, màu rất là tây. Lên một mã nữa cho em, ok này. Tặng áo bé này đã chia sẻ 10 lần cho em nhá. Cực kỳ xinh luôn mọi người. Tặng áo bé đã chia sẻ 10 lần cho em này. Ok, chốt tặng cho em các chế. Cực kỳ nhiều mã đẹp luôn, lên cho em. Ok này, chốt tặng bé Winnie Sunny cho em này. Ok. Tặng bé Winnie Sunny cho em này. Lên cho em một mã quần bò nữa. Thực ra là cái quần sóc bò này nhá, cũng rất là đẹp. Đây cho mọi người xem này. Quần sóc bò này, mền môi thêu này. Đẹp xuất sắc chưa? Quần sóc bò này em xem size của nó hiện tại là size M1M này. Size M này. Đẹp lắm mọi người ơi, cái này hình như là có ML này. Có M, có L này, có M và có L này, rất đẹp luôn đây, quần sóc bò cho em này.
rất là đẹp này, mọi người nhìn không? Sóc bò đính môi cho em này, kể cả cái đầu cái đằng sau của nó cũng có môi nhá, rất là xinh này. Sóc bò chia sẻ lên cho em, vừa bán vừa tặng cho em có M. M thì môi tầm khoảng 47 cân mặc ok cho em, còn L thì tầm khoảng 48 49 cân cho em. L tầm khoảng độ L này xem nào. Nào không? L này mọi người tầm khoảng độ 49 50 cân, 51 cân cho em này, 49 50 51 cân cho em này. Đẹp chưa? Hàng Quảng Châu cho em nhá, chia sẻ lên cho em mã này, vừa bán vừa tặng cho em. Mã này là mã 02 cho em sóc bò của người lớn nhá mọi người nhá. L là mọi người tầm khoảng 50 51 cân này. Còn mã M mọi người tầm khoảng 48 cân mặc ok cho em. Mã này chia sẻ lên cho em một cái quần bò rất đẹp luôn này. Quần bò này đính này, đẹp xuất sắc chưa? Quần bò này siêu phẩm luôn. Mã này vừa bán vừa tặng cho em, chia sẻ lên cho em, chia sẻ lên cho em mã này bán cho em bao nhiêu đây ạ? Vừa bán vừa tặng cho em mã này bán cũng 40 000 luôn. Mã bao nhiêu đây? Không mấy đấy. 02 cho em 40 nghìn này, 02 cho em, 02 cho em 40 nghìn này. Phải chia sẻ lên cho em, tích cực chia sẻ lên cho em. Cái gì? 48 mắc size M đi. 02 chốt cho em này. Hiếu Trương size M này, 02 này, 02 40 nghìn một cái quần bò. Có 40 nghìn một cái quần bò Quảng Châu đấy các tình yêu ơi. 02 chốt cho em này. Hiếu Trương cho em này, đẹp lắm mọi người ơi. Hiếu Trương cho em này, là bao nhiêu nhở? 40 nghìn này, ok này. 02 chốt ngân hàng Nguyễn cho em này, thế còn L thôi mọi người nhá. Tầm khoảng 49-50 cân mà ok này. 02 này, ok này, 40 nghìn này. 02 chốt cho em quần sóc ngắn mọi người nhá. 02 này, ngân hàng Nguyễn này, đẹp lắm. Hàng Quảng Châu luôn ạ. 40 nghìn cho em, ok này, Trang Quỳnh L này. 02 này, Trang Quỳnh này, hết size M kìa, Trang Quỳnh cho em này. 40 nghìn này, cái mã này vừa bán vừa tặng luôn này. 02 cho em, 02 cho em này. 02 cho em này. 02 chốt cho em này. Mã này mọi người tầm khoảng 48-50-51 kg là ok nhá. Chắc chắn mua hàng chốt cho em còn 2L thôi. Hàng quần bò Quảng Châu luôn, 40.000 một cái. Comment của em 02 này, cực kỳ xinh luôn. 02 cho em, 02 chốt cho em này, đẹp xuất sắc. Quả lê nhỏ có đơn này. Quả lê nhỏ cho em này, 40.000 này, ok này, 02 này, Winnie Sunny hết này. Sunny cho em này, ok 40.000 hết cho em mã này. Nhớ là chia sẻ lên cho em nhá. Đây có một cái chân váy nữa này, đẹp quá. Đây lên một cái chân váy này cho em. Riêng cái chân váy này thì mọi người đừng có hỏi là vì sao cháu nó hot này. Bên trong của nó là thêu nhá. Cái này vừa bán vừa tặng cho em. Cái chân váy này comment của em cũng 40 nghìn luôn này. Rất là hot, đẹp xuất sắc đi mọi người ạ. Chân váy này size cho em là size M. Mọi người tầm khoảng 48 cơ mà ok cho em. Đẹp lắm, 40 nghìn này, chân váy thêu nhá mọi người này. Thêu Quảng Châu cho em luôn này, 40 nghìn này, mác dập này. Xuất sắc luôn, có 40 nghìn một cái. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em. Hôm nay em chỉ bán với các tình yêu chia sẻ livestream thôi. Gần như là toàn bộ hàng Quảng Châu chân váy bò rất đẹp. 03 cho em này, 03 cho em, 03 cho em. 03 lên cho em, 03 lên cho em ạ. 03, 03 cho em này. 40 nghìn luôn này, anh ơi đưa cho em mấy cọc váy, mấy cọc càng sau kìa. 03 cho em 40 nghìn một cái, nhanh lên ạ. Có khoác phao Út Nguyễn ơi, nhưng mà từ em chưa lên khoác phao đâu nhá. Đây anh ơi này, đằng sau anh cơ, cái bi rồi cái váy kia kìa. Chân váy này 40 nghìn, đẹp xuất sắc luôn, 48 cân bằng ok, 48, 48 cân bằng ok cho em nhá. 40 nghìn một cái chân váy bò thêu này. Bao nhiêu đây anh? 03 này, mã này 03 đúng không? Thiện Quyên cho em này, 40.000 này, ok 03 hết cho em này, Thiện Quyên này. Hết cho em 03. Lên cho em đi mọi người ơi, đây nữa này, các mã bi này, đẹp. Đây là răng bi hay là cái gì đây? Cách các mã liên quan đến bi cho em nhá. Các mã này đây là, ủa cái răng bi hôm qua này, còn sót hai cái răng bi này. Răng bi này á, chị nào mà nhận thì ưng luôn. Răng bi này em nói thật mọi người luôn này, cái răng bi này gọi là siêu phẩm luôn đấy mọi người ạ. Mùa hè không bao giờ có cái giá đây này, mọi người nhìn này. Răng bi cái dây này mọi người có thể điều chỉnh nhá. Cái dây này mọi người có thể điều chỉnh này. Mà răng bi nó là hàng xịn của em ạ. Hàng Quảng Châu xịn luôn ạ, chứ không phải hàng vớ vẩn đâu ạ. Đây ạ, răng bi cho em nhá, là một mã răng này. Răng giả váy mọi người nhá, đây này. Bên trong nó có quần và đây là váy này. Răng giả váy cho em rất là đẹp này, nhìn thấy không ạ? Răng bi này. Chất thì mát lẹm thôi rồi, còn mấy đồ em xả nốt cho mọi người có đúng hai cái. Thì cái răm này mọi người vừa bán vừa tặng, có size S thì mọi người tầm khoảng độ dưới 50 cân mặc ok cho em mã răm này. 04 cho em này, còn hai răm bi xả nốt cho em 49.000 một cái này. Răm này quá đẹp luôn, 49.000 một cái răm bi cho em mã 04 này dưới 50 cân nhá. Răm này ai mà mua được quá là xuất sắc luôn. 04 cho em này, 04 cho em dưới 50 cân 49.000 răm bi này. 04 cho em này, 49.000 này, 50 ký vừa đấy. Ok chị Winnie Sunny này. 49.000 thôi. Răm rất đẹp luôn, 04 cho em. An Nhiên Nguyễn có hàng này. An Nhiên Nguyễn đơn đi rồi đúng không anh? Ok này, tiếp cho em nữa này, liên quan đến bi hôm nay xả rất nhiều mã đẹp luôn mọi người. Nên là các tình yêu phải chia sẻ lên cho em nhá. Trời ơi đây nữa này, tiếp theo này. Một cái yếm này, một cái yếm cho em nhá. Cái yếm này là nó là dáng váy này. Mọi người mặc bên trong cho em một cái gọi là yếm này, yếm cao nhá mọi người. Đây này, đẹp xuất sắc chưa? Đây mọi người nhìn không? Yếm này rất đẹp này, cực kỳ đẹp. Yếm này cho em cũng 49.000 một cái yếm luôn. Yếm bi này đẹp xuất sắc. Cái này mặc bên trong áo phông trắng này. Thì thôi đừng có hỏi luôn này.
49.000 cho em mã yến này mọi người, tầm khoảng cung dưới 5 50 cân, à dưới 50 cân bằng ok cho em một mã yến này. Dưới 50 cân cho em mã 05, bộ yếm bi 49.000. Tổ riêng yếm bi nhà em thì khỏi nói. Ai? Mã không mấy nhở? 05 cho em là Nhi Vinky này. Đẹp xuất sắc của 49.000 thôi. Hôm nay mỗi hộ em xả còn 1 đến 2 chiếc thôi, nên các tình yêu là chịu khó chia sẻ lên cho cháu nó nhá. Để em đỡ vì ấy này, đây một mã nữa này. Mã này khách mặc ưng dã man luôn. Đây lên cho em bộ này nữa. Một set bộ cho em dành cho các tình yêu chia sẻ. Mọi người mà không chia sẻ livestream mà em view không lên là em không bán được đâu mọi người ạ. Đây lên cho em một mã nữa này. Trời ơi đẹp chưa? Mã này thì khỏi đói nhá. Một cái bộ này cho em. Bộ này thì mọi người tầm khoảng độ 43 cân đến 45 cân mặc đẹp cho em. Mặc rộng quá là mặc chặt quá là hơi bị ấy luôn đấy đây. 43 45 cân cho em này, bộ này cũng sale cho em luôn 49.000 bộ này, không thể nào rẻ hơn được. Em bán quá là rẻ rồi mọi người ạ. 49.000 cả một bộ Quảng Châu mà bộ nhũ này khách nhà em mặc bộ này xinh lắm này, nhìn hộ em cái quần này. Xịn chưa? Quần áo xanh là thêu này, bộ này 43 45 cân mặc cho em nhá, dáng áo này. Mã bao nhiêu đây? 06 đúng không? Ừ. 06 cho em, 43 đến 45 cân là đẹp. Ok. 06 chốt cho em này. Ở 49.000 thôi, đẹp lắm. 06 cho em này. 49.000 này ok. Linh Hà có hàng này. 06 chốt cho em. 06 cho em này, 49.000 đi bên kia. Mọi người nhá, mọi người để ý hộ em này. Em sẽ nói luôn bởi vì là sao? Hàng sale ấy thì em sale rất là rẻ rồi. Nên là mọi người phải để ý hộ em là gần như là em sẽ nói cân cho mọi người, chứ không bao giờ có chuyện là em không bao giờ em nói cân cả. Thế nên mọi người để ý hộ em nhá, là nghe rõ cân nặng rồi hãng chốt. Ai comment trước gì? Đúng rồi. Còn nếu là mọi người mà comment trước mà em kiểu để xả hàng xong sau thì rất là khổ em luôn. Thế nên là mọi người để ý cân nặng cho em, đừng comment trước, rất là khổ. Khổ cả người bán, ngồi cứ nghe kỹ đi. Bởi vì sao hàng xả thì còn hôm nay còn rất nhiều đây. Trời ơi, cái set này đẹp chưa này. Một cái quần nhũ cho em này, đây vừa bán nó tặng cho mọi người luôn này. Một quần nhũ cho em và một cái áo nỉ này. Trời ơi, cái set này gọi là siêu phẩm luôn mọi người. Ai nhận cái set này thì quá là thích luôn này. Thôi cái quần nhũ này để em mặc đấy, quần nhũ này đẹp lắm mọi người ạ. Quần nhũ này siêu phẩm luôn này, rất đẹp. Quần nhũ này đẹp xuất sắc luôn. Mọi người mà lấy không? Quần nhũ này đẹp nhỉ, hàng cao cấp luôn đấy. Quần nhũ này đẹp xuất sắc này, quần nhũ này để em mặc đi, quần nhũ này đẹp lắm. Lên một áo nỉ cho em này. Một áo nỉ tay cho em, áo nỉ này là áo nỉ trễ vai nhá. Nỉ trễ vai cho em hàng Quảng Châu này. Nỉ trễ vai cho em hàng Quảng Châu này, thôi bán hàng một set đây này. Nỉ trễ vai hàng Quảng Châu, lúc đấy em mặc với cả áo nỉ cho em, mặc áo nỉ không biết là mình có bị rộng không? Rộng thì chả rộng đâu. Để mặc với áo nỉ. Cái này cho em này một cái áo nỉ mã không mấy nhở? 06 cho em một nỉ này. 07 cho em một nỉ này, 07 cho em một cái áo nỉ này. Nỉ rất đẹp này, nỉ rất đẹp mã 07 là bao nhiêu tiền đấy nhở? 07 bán cho em là 45.000 đi. Áo nỉ này đẹp lắm luôn. Không mấy nhờ, 07 chị Mini Sunny có hàng đây, 45.000 cái áo nỉ thôi. 45.000 cho em. Ok, mã nỉ này hết cho em này. Nỉ này hết cho em luôn này. Đây, bây giờ mới là siêu phẩm với chân váy, chân veo gì đây. Chân váy, lên chân váy cho em này. Cái này chân váy Gucci à? Chân váy hay quần Gucci đây. Rất là xinh mọi người, trời ơi đẹp quá. Trời ơi, một cái chân váy thun cho em này, chân váy thun cho em này, xem size của nó đã này. Chân váy thun cho em rất đẹp này. Cái này là dark Gucci này. Chân váy thun nhá, bên trong có một lớp lót này, chân váy thun cho em, mã này cũng vừa bán vừa tặng cho em. Chia sẻ livestream lên cho em, mã này mọi người dưới 50 cân mặc ok cho em nhá. Dưới 50 cân mặc ok cho em này. Mã này cho em còn mấy chiếc thôi, cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn 35.000 một cái. Trời ơi, chân váy này ai mà nhận được thì ưng luôn này. Chân váy Gucci cho em này, tầm khoảng dưới 50 cân cho em mặc ok đấy. Hàng Quảng Châu nhá mọi người, chất thun này rất đẹp này. Chất thun rất đẹp luôn này, chân váy có đai Gucci cho em này. Mã bao nhiêu đây chân váy cho em này? Mã bao nhiêu đây tình yêu ơi? Mã bao nhiêu đây? 08 chốt 08 cho em này. 08 chốt 08 cho em, đẹp lắm. Trời ơi. 08 cho em này, nhanh tay thì còn ạ. 08 cho em, nhanh tay thì còn này. 08 cho em này, 35.000 một cái. Chân váy dưới 50 cân mặc ok cho em này. Chân váy Gucci này, đẹp xuất sắc luôn. Chân váy này ai mà nhận được á? Thì em mặc với cái gì cũng xinh, bởi vì nó hơi xếp ly nhẹ một tí ấy. Chân váy rất đẹp luôn này. 35.000 một cái chân váy cho em. 35.000 một chân váy đai Gucci đẹp chưa này? Đẹp xuất sắc. 35.000 một cái dưới 50 cân mặc ok cho em nhá. Chân váy này dưới 50 cân mặc ok cho em này. Đẹp quá trời ơi. Dưới 50 cân mặc ok cho em các chị ơi, dưới 50 cân mặc ok cho em. Sao toàn dưới 50 cân vậy? Chị Mai Thu Huyền ơi, 08 vẫn 08 đúng không? 08 Loan Tùng có hàng này, 35.000 một cái chân váy luôn mọi người, hàng Quảng Châu nhá. Loan Tùng cho em có hàng này. Ờ đúng rồi, Loan Tùng cho em này. Là bao nhiêu nhỉ? 35.000 cho em này. Nhanh tay thì được các chị ơi, nhanh tay cho em. Nhanh tay cho em 08 này. 50 cân. Ừ, đây đây một bộ này, đây bộ này tình yêu lấy này. 08 Phương Hà có hàng này. Phương Hà. Ừ. Phương Hà cho em này. 35.000 thôi ạ. Ok này, 08 này chắc chắn mua hàng, hãy chốt cho em nha. Một cái chân váy là 35.000 này. 50 cân ok đấy, 08 Nguyễn Mai có hàng này. Nguyễn Mai cho em này.
35.000 này, ok này. 08 Winnie Sunny này. Winnie Sunny cho em này, 35.000 này. Chắc chắn mua hàng nha, su xấu xí có hàng này. Su xấu xí cho em này, 35.000 cho em này. 55.000 ok, 08 đấy. Rồi, một cái cuối cùng nữa thôi là hết. 08 một cái cuối cùng hết cho em. Đẹp lắm luôn mọi người ơi. 35.000 thôi. 08 cho em này. 35.000 cho em này. Yến Yến này. Yến Yến không giấu cho em này. Yến Yến không giấu cho em, đây lên một cái set bộ nữa này. Cái set bộ này ai mà nhận được thì nói thật mọi người luôn, cực kỳ đẹp. Hàng nhũ cho em mà nhìn em áo nhũ này. Đẹp lắm, ngoài nó còn đẹp hơn cả trên ảnh ý mọi người ạ. Ngoài nó còn trên ảnh này. Một cái set này cho em cũng tầm khoảng độ dưới 50 cân mà ok cho em form dáng này. Set này vừa bán được tặng cho em 70 một set này, rất đẹp. Quần em giữ lại mọi người hiểu là nó đẹp như thế nào. Ngoài nó là nhũ óng ánh hơn nhá, đẹp lắm mọi người ạ. Đây. Dưới 50 cân cho em bởi vì cái set này quần nó hơi nhỏ một tí đây. Mọi người nhìn này, nhũ này, nhũ hai lớp này. Các tí yêu có đơn cho em số điện thoại nhá. Nhũ hai lớp này mã này bao nhiêu đây ạ? Chân váy em hết rồi tình yêu ơi. Mã 09 cho em này, đẹp cho một cái quần nhũ này. Có cái đấy ở đây này, đẹp xuất sắc. 09 cho em này, 0909 cho em. 09 cho em cả bộ này có 70.000 thôi, rất đẹp. 09 cho em nhá. Một bộ 70.000 cho em này. 09 là một bộ 70.000 cho em này. Ok, Lã Thị Hoa 09 cho em này. 09 cho em 70.000 này, rất đẹp luôn ạ. 09 này Hương Hương có hàng này. Hương Hương cho em này 70.000 này. Ok, hết mã này đây. Đây trời ơi, chân váy à, cái quần size S đây này. Quần bò vừa đây có SML đây các chế, quần bò có SML cho em này. Quần bò chốt cho em là mã 10 này, SML này. Mã 10 cho em này, SML cho em này, rất đẹp này. Mã 10 cho em, mã 10 cho em SML này. Mã 10 cho em nhá. Mã 10 cho em này thì là còn S thì em mặc 40.000 một cái mà mọi người tầm khoảng 43-45 cân mặc ok mã này cho em nhá. Mã 10 này. Quần bò là 40.000 này, quần bò ngắn mọi người nhá, dáng ngắn mặc rất mặc với áo này rất đẹp này. Mã 10 cho em này. Mã 10 cho em này 40.000 này. Size S nhá mọi người. Mã 10 cho em này. Chị nào nhỏ nhỏ cân thì mặc cái này cho em, vừa nãy có SML mã 10 này 48 kg không vừa đâu ạ. 09 xu xấu xí hết rồi tình yêu ơi. Mã 10 chốt cho em nhá các chế ơi. À, cái set này 09 là còn một set này. 09 là còn một set cho su xấu xí này. 09 cho su xấu xí còn một set này. Ờ. 70.000 này. Ok này, 09 này, mã 10 ok, Khánh Vi size S này. Khánh Vi này ok, 10 ai nữa? An Nhiên Nguyễn đúng không? Ok, An Nhiên Nguyễn hết cho em mã này. Ok, lên tiếp cho em một cái set cũng rất là xinh này. 14.000 thôi. Trời ơi. Cái set này đẹp lắm mọi người nhá. Đây. Cái set này sẽ gồm một cái áo crop top như này. Một cái áo crop top, set này để dành cho những người mà mọi người đi thích đi tập ấy. Cái set này này, đây một cái quần này, nhưng nó là form dáng rộng cho em nhá. Chị nào 55 cân mặc ok vừa set này cho em này. Đẹp lắm, nó là kiểu như là mọi người mặc crop top ý. Cái này vừa bán vừa tặng cho em một cả một set luôn. Áo này mặc chơi đừng hỏi luôn này. Mặc rất đẹp dành cho những chị nào đi tập thể dục buổi sáng. Còn một cái quần này vừa bán vừa tặng cho em cả một set này, bán cho em 29.000 thôi. Khánh Vy số điện thoại cho em này. Đây, cả một set này có 29.000 một cái áo này. Một cái quần tím này, cực kỳ xinh, mã 11 cho em đúng không? 11 đúng không anh? 11 chốt 11 cho em. Cái set này form dáng rộng nhá mọi người nhìn em mặc này. Form dáng rộng cho em nhá, cả một cái set này 29.000 luôn này. Cả một set này 29.000 cho em này, rất xinh luôn. Ok, chốt chị cảm ơn Phạm cho em này. Nhớ là chia sẻ livestream lên cho em nhá. Khánh Vy số điện thoại Khánh Vy ạ. Mã bao nhiêu đây? 11 cho em này. 11 chốt 11 cho em, lên cho em cái váy kia đi. 11 cho em này. Cảm ơn Phạm, ok. Ok, cảm ơn Phạm cho em này. 29.000 này. Lên hết cho em này. Ok các chế. Lên cho một cái váy này, ai mà nhận cái váy này của em thì biết là chất rất mềm và nhẹ luôn. Hàng Quảng Châu Mesel lót cho em. Size nó cũng không to lắm đâu mọi người, tay hoa thêu nhá, cực kỳ đẹp luôn này. Cái mã này mọi người tầm khoảng dưới 55 cân mặc ok cho em. Sale cho em cũng vừa, nó tặng cho em luôn 36.000 cái váy này. Form cực kỳ đẹp. Ưu tiên mọi người từ 50-55 cân này, dáng hoa tay thêu này. Cái váy này nó là dáng suông cho em nhá. Mặc rất đẹp luôn này, cực kỳ đẹp luôn này. Cái này là tay thêu cho em 36.000 một cái này. Đây, đẹp cho mọi người đây. Cái mốt là cái váy này em mặc hơi dài nhá, chân váy em mặc hơi dài này. Đó, mọi người nhìn đâu. Xinh cực kỳ luôn này. Cái váy này không đẹp không lấy tiền này, hoa tay thêu cho em 36.000 vừa bán vừa tặng cho em luôn. Mã bao nhiêu? 12 đúng không? 12 cho em này. Nhớ em là ưu tiên các tình yêu form dáng rộng nhá. Mã này mặc form dáng rộng này, tay thêu cho em 36.000 một cái. Trời ơi, còn em nói thật mọi người, em xả như cho luôn. Mã này mọi người phải chia sẻ livestream cho em thì mới chốt hơn. Mã bao nhiêu đây? 12 cho em này. 36.000 này. Chia sẻ livestream chưa ạ? Ai đây? 12 chốt ai đây? Thu Nhài đúng không? Nhớ cho em nhá, mọi người ưu tiên form dáng rộng 12 này. Winnie Sunny này. Ô này, 36.000 này ok này. 12 Lã Thị Hoa cho em này. 36.000 này. Tay thêu cho em nhá. 12 chốt một người nữa cho em này. 12 đẹp lắm luôn này. Ai? Khánh Vy luôn à? Đẹp lắm, có 36.000 thôi.
Ôi mày xả hết cho các chế luôn. 12 cho em phải 36 nghìn này. 12 cho em 36 nghìn này. Khánh Vi đúng không? Ok, 12 chốt cho em hết luôn này. Còn một mã 12 nữa, nhưng 12 là form dáng rộng nhá. 12 này siêu rộng luôn. 12 này dành cho chị nào từ tầm khoảng độ 60 cân đổ xuống này, 55 60 cân này, hoa thêu này đẹp chưa? Hoa thêu đẹp xuất sắc luôn mà chất rất đẹp. Mã mày còn đúng một cái nữa, size 36. Cho chị nào thích mặc form dáng rộng này, cái mã này form dáng rộng có túi nhá, màu xanh than này. Đẹp xuất sắc luôn, nhanh tay thì còn form dáng rộng cho em. Không, lúc sau thực sự là cái hàng sale này em không phải là em gọi là không phải là em gọi là em ấy gì mọi người đâu, nhưng mà hàng sale này mọi người để ý hộ em với. Thường là hàng sale này em sẽ rất là nói cân nặng ấy, mọi người nếu như mọi người mua bởi vì nó quá là rẻ rồi. Quá là rẻ rồi nên mọi người thông cảm cho em. Chứ bây giờ mọi người lại bảo em là Quỳnh ơi về chị không mặc được một cái nào, thì thực sự là em không biết trả lời như thế nào với mọi người luôn. Mã 13, 12 đây. Mã 12 đúng không? Size form rộng nhá, 12 chốt cho em này. Dung Hiếu Đô à? Dung Hiếu Đô à? Có 36 nghìn một cái váy thật sự luôn đấy mọi người. Em nói thật nhá, không phải là em tự tin về hàng nhà mình đâu. Em nói thật đấy, không phải là tự tin về hàng nhà mình đấy, lúc nào không nói thật. Không phải là mình tự tin về hàng nhà mình đâu, nhưng nếu như mà mọi người ra shop, mọi người mua một cái sản phẩm thôi, mọi người mua nhà em quen rồi, toàn những cái 30, 40, 50, 60, 70. Xong lúc sau mọi người ra shop, mọi người mua chẳng nói đâu xa. Cái shop gọi là một cái shop rất là rẻ tiền luôn ý, chứ không phải là cái shop đắt tiền nhá. Là mây này, ví dụ như mây này, ví dụ như rơm này, đồ của nó rất xấu. Nhưng mọi người chạm vào cái gì một cái là hơn 100 nghìn, chạm một cái là 200 nghìn, chạm một cái là 300 nghìn, em nói thật mọi người luôn. Thế nên là mọi người phải để ý cho em, chứ không phải là hàng, tất nhiên là hàng sale thì em sẽ cố gắng nói cân cho mọi người, em nói rõ ràng là cân cho mọi người. Nên mọi người chốt được cái gì mọi người cảm thấy nó quá rẻ, mình mua về mình mặc ở nhà cũng được. Mình mua về mình nhặt ở nhà, nó là hàng Quảng Châu, mọi người giặt máy giặt thoải mái, không bao không xù như cái áo đây, em mặc đây rất là nhiều. Hoặc là những cái đồ em mặc, nên mọi người để ý cho em, chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em. Đừng chốt cho vui miệng, đừng chốt cho sang miệng, hoặc là chốt về xong lại kiện cáo em là chị ơi cái này mà không vừa. Em đã nói rồi là cái váy này là form dáng rộng mọi người nhé. Tầm khoảng 50-60 cân nên mọi người thấy rẻ quá mọi người mua. Thì tại sao mọi người lại trách em như vậy được? Thế nên là mọi người lại để ý cho em nhá. Ngọc có chốt đầm này mà gửi hàng. Ừ chị Ngọc Hân ơi thế á, chị Ngọc Hân thế là hết mất rồi à? Để em xem đợt này có không nhá, đây. Lên thêm một mã nữa này, cái mã này là hàng thu cho em. Hàng này rất đắt tiền. Ơi ai? Dung Hiếu Đô xin số điện thoại cho em đây mọi người nhìn này. Nhìn cái áo là biết hàng này rất đắt tiền rồi. Ngoài shop bán lúc nào em thật mọi người, ra mây hay ra rơm vào vụ như này, nó bán lúc nào cũng phải 200-250. Em nói thật, ai đã mua hàng rồi thì biết này. Hàng này rất đắt tiền luôn này, hàng này hàng đẹp luôn này. Mọi người nhìn đúng không ạ? Hàng cực kỳ đẹp, màu kem cho em hàng Quảng Châu này. Nhìn cái form áo mọi người đã biết là hàng xịn rồi này. Màu kem cho em này, mã này vừa bán vừa tặng đây cho mọi người xem, cái mác của nó rất xịn luôn này. Thực ra cái mã này form này mọi người mặc gầy to béo thì mặc được hết cho em nhá. Còn màu kem cho em sẽ bán cho em 69.000. Mọi người đã thừa biết cái chỗ này, nếu như mà chị nào biết có một cái đợt tranh chấp ấy là biết rồi, cái áo này mặc cái áo này lấy rất là đắt, không hề rẻ một tí nào luôn. Nhưng chỉ bán cho mọi người 69.000 một cái áo thôi. Toàn 50 với 60 đây, mã này bán cho em 69.000 này. Cực kỳ siêu phẩm luôn, 69.000 cho em mã này, nhanh tay thì còn này. Bao nhiêu đây? 13 cho em 69.000, màu kem thì khỏi phải xinh rồi, 13 cho em này. Ok này, 69.000 cho em này. Yến Yến này, hàng hãng quá đẹp luôn ạ. À. Yến Yến cho em này. 13 nhanh tay thì còn mấy chiếc thôi ạ? À? Còn 69.000 một áo này, đẹp xuất sắc luôn. 13 cho em này. 69.000 nhanh tay cho em này, rất len này. Đẹp chưa? Mai. Ai? Nguyễn Mai cho em này. Ok, có 69.000 một cái. Ok, 13 chút ai? Loan Tùng à? Áo này không lấy là hơi phí thực sự luôn ạ. Loan Tùng cho em này, còn đúng một cái áo này là hết này. 69.000 này, 13 Thiện Quyên này. 13 này. Thiện Quyên này hàng đẹp quá. Thiện Quyên cho em này. 69.000 này. Nhận hàng rồi bao đẹp, 13 Ngô Hòa có hàng này. Ngô Hòa cho em này. 69.000 này. 13 chốt tiếp cho em này. Có màu đen không Hòa? Không, không có màu đen đâu. Mã này mọi người mặc với chân váy siêu xinh luôn. 13 còn đúng mấy chiếc này em hết thôi ạ. À. 4 chiếc à? 13 còn 4 chiếc em hết này. 13 nhanh tay cho em, 13 chốt cho em này. Yến Yến có hàng rồi đúng không? 13 chốt cho em này, rất là đẹp luôn. 13 cho em. Nhớ hộ em nhá, mọi người để ý kỹ hộ em này, không lúc sau mọi người lại bảo 13 này. Hoa Anh Túc có hàng này. Hoa Anh Túc cho em này. 69.000 này. 13 này đẹp quá. Trời ơi, 13 Hoàng Nguyễn có hàng này. Có đơn đúng không nhỉ? Hay Hoàng Nguyễn khác đấy. 69.000 cho em này. 13 Thư Lê này, còn một chiếc cuối cùng là hết này. 69.000 này. Ok, 13 Dung Hiếu Đỗ là hết này. Dung Hiếu Đỗ hết cho em. Đưa chân váy cho em. Thư Lê rồi. 13 Dung Hiếu Đỗ là hết cho em. 13 là Dung Hiếu Đỗ hết cho em. Xinh lắm mọi người ơi.
69.000, ok hết mã này cho em nhá. Ok, cái len này vẫn còn. Cái len này bé vẫn còn cho em sóc một túi len bé này, người ta gửi nhầm cho em ấy chứ nếu không em cũng chẳng có hàng mà bán đâu. Size 90 này. Cái hàng bé này vẫn còn nha mọi người, size 90 này, size 150 này. Chia sẻ lên cho em nhá, size 150 này. Bé 150 này. Size 130 này. Size 150 này. Đó, 150 thì bé tầm khoảng độ 22 cân 25 cân mặc ok đấy mọi người ơi. 150 này còn sót mấy cái thôi là em hết này. Còn sót mấy cái 150 này, size 150 này, size 90 và size 130 nhá. Mắc 14 comment của em, áo bé là 40.000 một cái áo len. Mọi người mua bây giờ áo len của bé, chẳng phải là áo len của bé mà ra shop mua này. Ngô Hòa với Hoa Anh Túc xin số cho em. Ngô Hòa với Hoa Anh Túc xin số cho em là mã 14 cho em nhá. Áo bé vẫn còn mọi người nhá. Còn shop một ít này. Mã 10 mấy nhở, hơi lóa chị à, ừ hơi lóa tình yêu. Mã bao nhiêu nhở, hàng Trần à, hàng Trần này, hàng Trần cũ nhà mình à tình yêu. 14 cho em, 150 này, ok hàng Trần này. Hàng Trần, hàng Trần gì đây ạ? 14 cho em này, 150 này, Linh Hà 130 này, ok. 14 hàng Trần không giấu này. 40.000 này. Ok, 14 Linh Hà là 130 đúng không? 14 Linh Hà 130 này. Ok, chị Trịnh Phượng luôn. 14 Linh Hà này. Có 40.000 thôi. 14 Trịnh Phượng này. Đẹp lắm luôn mọi người. 14 Trịnh Phượng cho em này. Mười bốn Trịnh Phượng cho em này, 40.000 một cái áo bé này. Ok, 14 chốt tiếp cho em, 14 này. Em còn một size 150, một áo bé 18 cân. 18 cân thì đi phải sang 18 cân không có, có size 150 thôi. Tình yêu ơi này, 14 đấy, ok Trang Quỳnh 150 này. Trang Quỳnh 150 cho em, đưa em mấy cái set kia đây. Loan Tùng size 12 kg, Loan Tùng như có rồi mà. Ok chị Trang Quỳnh à, còn một cái size 90 thôi. Ok Loan Tùng, Loan Tùng có bé chưa? 14 này Trang Quỳnh cho em này. Anh xem em Loan Tùng ấy dở, Loan Tùng có xem qua 40 chưa? Là được mà. Loan Tùng. Ờ. Không phải mã 01. Có chưa? Ok 01 chốt Loan Tùng là em hết áo bé luôn này, có 4.000 một cái áo len này. Ừ. Nhưng mà vấn đề là xem có mã 01 chưa ấy. Ok Loan Tùng này. 40.000 cho em. Ok áo bé em hết, nhớ hộ em là chia sẻ livestream lên cho em nhà. Áo bé em này bán có rẻ, đưa set cho em. Đưa set cho em, bà lấy thêm một cái size 150 nữa. Bà Chính Phượng lấy thêm một cái size 150 nữa. Có lóa cũng không mọi người. Ok Trang Quỳnh có 90 rồi. Nào cái set này. Cái set này em còn một ít cho mọi người nhá. Hàng Quảng Châu mặc bao đẹp luôn. Áo Gucci với áo quần ấy này. Rất đẹp, trời ơi sao hôm nay bị lóa thế nhở. Mọi người có thấy lóa không? Đây mọi người này. Mọi người lấy cho em một cái set nữa này. Cái set này rất rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp này. Một set quần cho em, một set quần cho em như cái đây form size S này, đẹp xuất sắc luôn, chỉ là 45 cân, mặc rất đẹp. Cái set này vừa bán em thật, vừa em xả em vừa em để lại cho em mặc luôn này. Mọi người nhìn xịn không? Hàng này hàng cao cấp của em, lấy bán shop cho em đấy, các tình yêu còn shop ở đây thôi chứ còn nếu không không có đâu ạ. Chia sẻ lên cho em cái set này vừa bán, nó tặng cho em này 70.000 một set một áo này. Len em chất rất đẹp, rất tuyệt vời. Em cảm ơn chị Thiện Quyên này, một áo cho em này. Một áo cho em và một cái quần này 45 cân 46 cân mặc ok luôn. Ai mà nhận cái combo này quá xuất sắc. Bao nhiêu đây? Mã 15 cho em này, áo này rất đẹp luôn này. Mã 15 cho em này, hơi bị lòa đúng không? Mã 15 cho em, ừ hôm nay em thanh lý có một ít thôi. 15 cho em này, 15, 47kg mặc vừa đấy. Chị Thu Nhà nhanh tay lên mã 15 này, ai này? 48kg em mặc sợ hơi bị kích bởi vì ok này. 15 An Nhiên Nguyễn có hàng này. Chắc chắn mua hàng chốt cho em với tình yêu ơi. An Nhiên Nguyễn cho em này, 70.000 một set thôi, ok. 15 Thu Nhà này, đẹp cho set này. Cao cấp luôn này, 15 Thu Nhà này, ok này. Lan Lan Mít cho em này, 70.000 này, ok này. 15 cho em Lan Lan Mít này, 70.000 này. 15 cho em một set đẹp quá. Rồi một set nữa cuối cùng là hết này. 15 chốt một set cuối cùng thôi. Cái chất là chất áo của nó là áo 15 Nguyễn Hiếu hết này. Nguyễn Hiếu cho em, đẹp lắm luôn, trời ơi. Có 70.000 một set này thôi. Cái áo thu xỉ của nó đã rất đẹp rồi, hôm nay sao lá thế nhở. Anh ơi lên chân váy cho em. Ok ạ. Em quên mất đây, hôm nay em bận quá. Hello này. 15 em hết rồi chị ấy ơi, Win Sunny ơi, còn cái sót một cái màu này màu nâu này, mọi người mua về cũng rất là xinh nhá. Màu nó rất tây cho em này, mã này là 69.000 một cái cho em màu nâu này. Đẹp lắm mọi người ơi. Màu nâu cho em nhanh tay thì còn một chiếc duy nhất. Sót một chiếc duy nhất cho em màu nâu, sót một chiếc duy nhất cho em màu nâu. Xem đôi cọc em đi. Sót một chiếc duy nhất cho em màu nâu. Đẹp lắm. Ơi ơi xem có set chưa? Kia kìa. Đâu? Cái set màu đen ấy. Mã bao nhiêu? 15 hay 16? 16 cho em này, 69.000 này.
nhanh tay thì còn. Nhanh tay thì còn cho em nha, nhanh tay thì còn cho em. Lên áo cho em này. Quang Tùng lên đủ đơn rồi mà. Quang Tùng lên đủ đơn. Ủa cái này toàn sơ mi xinh này. Lên cho em sơ mi này. Con sơ mi này, size sơ mi đẹp quá. Áo sơ mi đẹp quá. Ai? Ok. Nó bao nhiêu đấy? 16 này, ngọc lùn này. Chắc chắn mua hàng chốt cho em nhé tình yêu ơi. Đây lên cho em cái này. Sơ mi với cả cái đẹp quá. Cái này cho em này. Bao tiền? 16 á. 16 là bao nhiêu nhỉ? 16 là 69. Đây. Một mã áo này. Một mã áo này cũng là sẽ cho em còn một ít size lẻ em xả cho mọi người nhá. 29.000 áo này thì khỏi phải nói đúng không mọi người. 29.000 cho em này. Cái mã này mọi người tầm khoảng độ 45 đến 47 cân mặc ok cho em sơ mi cổ thêu này rất đẹp luôn. Trong một cái set của em trước mọi người biết một cái set không bao giờ có cái giá này luôn. 29.000 này vừa bán vừa tặng các chế luôn chứ áo này em lỗ luôn đấy ạ. 29.000 cho em nhanh tay thì còn ạ. Chia sẻ lên cho em nhá. 29.000 chia sẻ lên cho em một cái áo Quảng Châu như này. Cổ thêu như này 45 cân đến tầm 47 cân mặc ok cho em mã này. Nhanh tay thì còn này. Bao nhiêu đây? Mua tặng cũng xinh lắm. Cái sơ mi này đẹp lắm luôn này. Mã 17 cho em này. Đẹp lắm luôn. 29.000 này. Hàng Quảng Châu hết của em mọi người nhá. Nhi Binky cho em này. 29.000 này không phải là em bán hàng. Không phải là giá 29.000, giá 30.000 là hàng đều đâu ạ. 17 Trần Yến Vi ạ. Mọi người nhìn này, nguyên tác mác hàng Quảng Châu xịn như thế này luôn. 17 Trần Yến Vi này. Trần Yến Vi cho em này. 29.000 ok này. 17 Thu Nhài này. Nên mọi người nào mà không chia sẻ lên cho em tối hôm nay là em buồn lắm luôn ấy ạ. 29.000 ạ. Rồi ôi, nhập rất là cao luôn. Mã này nhập đã cao rồi. 17 hết cho em này, lên cho em này. Lên cho em cái này còn hai mã này đây. Sơ mi cổ ngọc cho em cái này thì rất là đắt. Rất là đắt luôn, không may loát hết nhờ. Nhập rất là đắt luôn này. Trời ơi, cái sơ mi này còn không nỡ bỏ ra luôn này. Cổ ngọc đính vào đây này, đẹp chưa. Sơ mi này chất rất đẹp nhưng ưu tiên mọi người form to. Sơ mi lại form to hơn một tí này, còn lẻ size mới xả cho mọi người nhá. Sơ mi bán cho em là 65.000 một cái. Sơ mi này chất rất đẹp ạ. 65.000 cho em này. 65.000 cho em sơ mi này mọi người tầm khoảng 55 cân. À tầm 50 đến tầm khoảng 55 cân mặc ok cho em này. Mã 18 này. 18 cho em 65.000 sơ mi này nhận thì không phải nói luôn. 18 cho em này, 65.000 này. 18 cho em này. Đây cho em mọi người xem 65.000 này. Sơ mi này chất rất phê luôn này. 18 cho em 18 này, 18 cho em. 18 cho em 65.000 này. 50 55 cân nhá. Form nó cũng không to lắm đâu. Mã 18 cho em. Đẹp quá. 18 18 cho em này. Siêu phẩm luôn các thế. 18 cho em này. Ôi giời ơi. 18 chốt ai? Hoàng Nguyễn đúng không? Hoàng Nguyễn xin lấy số điện thoại Hoàng Nguyễn cho em ạ. 18 này. Ok chốt Loan lém lỉnh này. Loan lém lỉnh này. Đẹp xuất sắc luôn ạ. Ok hết cho em mã 18. Lên combo cái mã này. Sơ mi đẹp quá. Riêng sơ mi nhà em bao chốt cho các chế luôn. Áo sơ mi tay ngắn đó bận phối với tay dài được không hả chị Trần Yến Vi ơi? Không được đâu, sơ mi tay ngắn như thế là phối là hơi bị ấy đấy em, trừ khi em mặc bên trong cái áo sơ mi, sau đó cái cổ để em chỉ phối với len thôi là đẹp. 18 hết rồi tình yêu ơi. Đây một mã 19 này, xinh chưa. Trời ơi 19 này, riêng sơ mi mọi người nhìn hộ em này, sơ mi nhìn hộ em đã biết là hàng xịn rồi. 19 cho em cái sơ mi này thì mọi người form tầm khoảng độ 45 đến 40 47 48 cân bằng ok này. 45 47 48 cân này cũng 65.000 cho em. Riêng chiếc này thì khỏi phải nói, chất rất đẹp luôn. Còn đúng một chiếc là mã 19 đúng không? 19 cho em này, 65.000 này. 45 thì 47, 48 cân mặc ok cho em. Đẹp quá trời ơi. Em ơi môi mắt không có bình yên. Lanula còn thấy này, 19 nhanh tay còn một chiếc cho em này. Mã 20 cho em cái này cũng xả nốt cho em này. Đẹp lắm mọi người ơi, 20 cho em này. Một cái áo như thế này. Cái áo này mọi người 50, 55 cân mặc ok cho em. 19, 19 cho em. 19 đẹp xuất sắc luôn. Nhanh tay cho em này. Mã 19 cho em nhá. Nguyễn Hoa, có thấy Nguyễn Hoa mà. Có thấy Nguyễn Hoa này. 19 chốt cho em. Ok Thu Lê này. 20 vừa bán vừa tặng cho em luôn. 49.000 một cái. 65 20, 49.000 mã này mà ai nhận được thì chỉ có phê thôi. 50, 55 cân mặc được. Rất đẹp. Mã 20 cho em. Dưới bo chun này, hàng Quảng Châu nhá mọi người. Hàng Quảng Châu xịn luôn này. 20 cho em 49.000. 20 cho em. 20 cho em 49.000 thôi ạ. À. Đẹp lắm. 50 55 cân nhá. 20 này 49.000 này. Đẹp xuất sắc. 20 này 49.000. Ai? Đẹp quá. 20 đẹp quá. An Nhiên Nguyễn này. 49.000 thôi. 20 chốt tiếp cho em này. 20 này 49.000 cho em. 20 49.000 cho em này. Đẹp xuất sắc các chế. 20 cho em ạ. À. Đẹp lắm mọi người ơi. Nhanh tay thì còn các chế. 20 cho em ạ. À. Đây nữa này. Combo. Ừ, còn một cái nữa. Giang Trà có hàng.
hai cái màu này khác nhau nhưng em thấy kiểu nó giống nhau nên cho mọi người một cái cho mọi người mặc luôn ý. Đây, xinh lắm. Không, mọi người lại bảo em nói điêu đây này, cái áo này rất xịn này. Em nói thật mọi người nhìn đồ em cái mác này. Cái hàng mác này toàn bộ đồ là hàng lẻ, size em xả cho mọi người chứ nếu không không bao giờ có cái hàng này luôn ý mọi người. Đây, hai cái này rất đẹp này, nhìn đồ em này. Xuất sắc chứ, hai cái 100.000 cho em siêu phẩm luôn này. Hai cái 100.000 cho em nhanh tay thì còn cũng tầm khoảng 50-53 cân mặc ok cho em. 50-53 cân mặc cho em này. Chị nào mà không lấy được cái này hơi bị phí luôn. Màu trắng này, cổ choker này, 21 trần chi cho em này. Đẹp lắm luôn, 100.000 hai cái nhưng rất đẹp, rất cực đẹp luôn này. Lời cho em cái áo trắng nữa anh, trần chi này 100.000 cho em. Cái cọc trắng kia kìa anh, cầu áo trắng kia kìa. Cầu áo trắng, cầu áo trắng kia kìa. Chưa kìa. Đúng rồi. Cái này là cái gì đấy không biết nữa. Còn một ít lẻ size mới bán giá này thôi chứ còn á, combo này không bao giờ có giá này luôn. Đây, một cái áo này cho em này, cái áo này còn sót cho em này. Áo này là còn sót cho em này, còn sót mấy cái cho em này cũng vừa bán và tặng cho em luôn. Áo trắng này, áo trắng này là dáng cổ tàu, dáng nhẹ nhàng, mọi người mặc rất đẹp, mặc với chân váy cực đẹp luôn nhá. Đây, áo trắng này cổ tàu cho em này, comment vừa bán và tặng cho em này. Mã này dáng mỏng mọi người nhá nhưng rất đẹp, chất cực đẹp. 29.000 cho em cái này, còn đúng mấy chiếc thôi. Mã này thì dành cho tình yêu là dưới 50 cân mặc ok nhá, dưới 50 cân mặc đẹp cho em. 29.000 một cái, rất đẹp luôn này. Hàng Quảng Châu chất mỏng mọi người nhá, áo dáng tay như thế này, mặc rất đẹp luôn. Mã này mọi người mặc với chân váy hoặc quần này, mỏng, dáng mỏng, áo mỏng cho em thôi nhá, không về nhận các tình yêu lại bảo sao nó mỏng thế đấy em chị. Nên là sale cho em 29.000 áo Quảng Châu này, bao nhiêu đây, 21 à? Dưới 50 cân cho em nhá. Mã hai mấy đây? 21 đúng không? 21 cho em này, ok này, dung hiệu đỗ có hàng này. 29.000 này, 21 này. Nhanh lên, nhanh tay cho em nhở. Giang trà cho em có hàng này. 29.000 cho em này. 21 chốt cho em nữa này. 29.000 này. Lã Thị Hoa này. 21 chốt cho em nữa này, còn hai cái nữa thôi, có 29.000 một cái này. Cực kỳ đẹp luôn, 29.000 cho em. 21 này, 29.000 cho em này. 21 này, Hiếu Trương này. Hiếu Trương xin lấy số điện thoại Hiếu Trương cho em và 21 một người nữa là hết ạ. 21 một người cuối cùng nữa là hết này, có 29.000 một cái thôi các chế. Nhanh tay thì cho em thì còn này. 21 đẹp xuất sắc luôn. Bé Hiền đúng không? Đẹp quá. Bé Hiền xin lại số luôn. Bé Hiền xin lại số Bé Hiền cho em luôn này, hết cho em này. Đây. Cực kỳ xuất sắc luôn mọi người nhá. Đây một cái áo dáng trễ vai như thế này. Trời ơi, cái mã này mặc thì quá là xinh luôn. Hay là để cái này mặc đi chủ yếu ha, xinh ha mọi người. Một cái áo này cho em này, combo 100.000 ba cái luôn. Quá rẻ mọi người, nhanh tay thì còn này. Đây, một cái áo này nữa cho em này. Mã này mọi người tầm khoảng dưới 50 cân mặc ok nhá. Đây, cái áo này dây nó như thế này. Xinh xuất sắc chưa? Một cái áo dáng như thế này nhá mọi người. À tầm trên 50 cân cho em này, combo 100.000 ba cái một áo lụa nữa này. Đẹp xuất sắc luôn, áo này mọi người còn chê thì áo này chất lụa nhá, hàng Quảng Châu cho em nhá. Một áo trắng này, một áo này cho em này, một áo này cho em này. Trễ vai này, trễ vai là chất vai đuổi này, nhìn đồ em chất này. Nhìn đồ em chất chưa? Đây ạ, nhìn đồ em cái mác ạ. Hàng xịn luôn, một mình cái mã này mọi người mua ở ngoài nó phải tầm khoảng 250 rồi, bởi vì áo chất rất đẹp. Mọi người nhận thử đi mọi người sẽ thấy luôn. Em không bao giờ em nói điêu cái gì, 100.000 ba cái áo quá rẻ. Mà toàn bộ hàng lưu tác mác, hàng đẹp luôn chứ không phải hàng vớ vẩn nhá mọi người. Không bao giờ là hàng vớ vẩn luôn các chế. Mã bao nhiêu đây anh? 22 đúng không? 22 này, ok, Lã Thị Hoa có hàng. Nhớ hộ em nhá mọi người, 22 cho em này. Lã Thị Hoa này. Hàng sale rồi thì nên mọi người thông cảm, sai số cho em 100.000 thôi. Không lúc sau về lại bảo là em ơi, chị không vừa cái này, bởi thực ra em thấy nó có rất là rẻ. Ví dụ như 100.000 mọi người mua được 3 cái thì ừ, cái này mình không vừa cho em mình. Cái này mình không vừa cho cô mình, cái này mình không vừa bởi vì nó rất là rẻ, nó không hề. Cho nhưng mà để ý kỹ cân nặng. Mới là mọi người phải để ý kỹ cân nặng cho em nhá. Em thường là em bán rất là chuẩn cân nặng đấy mọi người ạ. Không ít khi mà nói nhầm cân nặng lắm. Tư vấn cho khách cân nặng nào là chuẩn cân nặng đấy ạ. Tư vấn cho khách là chuẩn cân nặng nào là chuẩn cân nặng đấy cho em. Ok, sẽ từ từ sẽ có chân váy các thứ cho mọi người nhá. Sẽ có chân váy các thứ cho mọi người luôn này. Không hay lóa thế nhở. Hay mà cái chân váy này nó bị lóa nhở. Mọi người thấy lỡ lóa không không? Không hay lóa dã man luôn ấy. Đây là cái gì đây? Trời, áo nhũ này. Toàn hàng đẹp xuất sắc. Đây mọi người, xinh dã man. Cái này có một màu đen một trắng, comment cho em 49.000 này. Nhũ này thì cực kỳ đẹp luôn rồi. Chữ thêu luôn nhá, 49.000 cho em một cái này. Chất rất đẹp. Phong còn đúng 1-2 cái nữa thôi. Một đen một trắng comment của em này. Dưới 55 cân mặc cho em mã 23 đúng không? 23 thu mấy người có cái tình yêu này. 23 cho em 49.000 một cái này. 23 cho em nhá, một đen một trắng. Áo nhũ này, nhũ viền thêu đẹp lắm luôn. 23 cho em này 49.000, comment của em là đen hoặc trắng nhá. 23 cho em này 49.000 này. Mai Thu Huyền đen à?
Ok, Mai Thu Huyền cho em này. Ok, má này còn một trắng nữa cho em, nhanh tay, nhanh tay thì còn. Phương Hà đúng không? Đẹp quá, má này chất đẹp cực kỳ luôn này. Ok, chốt cho em chị Phương Hà trắng này. Ok, chốt cho em chị Phương Hà trắng cho em nhá. Hai này chốt Phương Hà cho em này. Ok, hết cho em má này. Đưa em cọc lẻ đây nào. Đây, đưa em bán lốt cái này đi. Cái này cho em này. Mọi người nhớ comment của em kèm màu, cái này em cũng bán lỗ luôn đi. Cái này gọi là lỗ nặng luôn đấy mọi người ạ. Có màu đen, màu than, màu hồng phấn và màu hồng đậm cho em. Chia sẻ lên cho em váy pha ren rất đẹp, riêng chất len này này. Màu hồng em bán, em lấy trước mọi người màu hồng nhá, màu hồng này cũng rất tinh luôn này. Con này con dáng váy dáng rộng, em bán lỗ quá lỗ luôn mọi người nhìn em chất len này. Cái váy này chất len đẹp, gọi là đẹp xuất sắc luôn mọi người, về mặc ở nhà cho em. Cái mã này bán vừa bán được tặng cho em bởi em nhập rất cao. Cái này lấy ở đâu đây? Rất là cao luôn đấy mọi người biết không? Cái này là lấy hàng ở hàng cao cấp cho em này. Cái này vừa bán vừa tặng cho em luôn, rất là cao luôn này. Cái này bán cho em là bao nhiêu đây ạ? 42.000 này, rất đẹp. Mọi người mặc ở nhà cho em cũng rất là xinh nhá, len rất đẹp này. Có mã 20 mấy nhở? 24 cho em đúng không? Mã 24 cho em 42.000 à hay bao nhiêu nhở? 42.000 cho em, 24 cho em, mọi người mặc ở nhà chất len rất đẹp. 42 cho em. Yến Hải ơi, đơn Yến Hải đi rồi tình yêu ơi. Mã 24 cho em đen là ok này, trái tim của gió này. Đen của trước nhất rồi đấy. 24 đen này, hình như không 24 đen này, trái tim của gió này. 42.000 này, trái tim của gió này. Hết đen rồi tình yêu ơi, 24 trái tim của gió này, 42.000 này. Mùi ơi mọi người, nếu như mà hương hết đen rồi, còn màu hồng cho em, màu hồng hồng phấn, màu hồng hồng đậm và màu than, thế thôi. Còn hết đen rồi tình yêu ơi, còn hồng phấn, hồng đậm với than này, rất đẹp luôn. Ừ, cái này mới lấy. Ừ, cái đấy là hàng san thôi, em nói thật với mọi người luôn, hôm nay hàng san vào này. Nó là hàng sale rồi, hàng đen hết rồi mọi người ạ, hàng đen hết rồi. Bởi vì sao em nói luôn, nó là form dáng rộng mọi người mặc về. Em cũng không dám bảo là ngang ngố 24 hồng phấn này, ok này. 24 đợi tí em nói cho mọi người, 24 hồng phấn này, ngang ngố này. Em cũng không dám bảo là cái này mọi người mặc nữa. Bởi vì em thấy cái chất của nó, cái kiểu của nó em thấy không ok. Bởi vì chất len rất đẹp luôn nha mọi người nhá. 42.000 cho em này. 24 đen em hết rồi, Thiện Quyên hồng phấn này. 24 này, Thiện Quyên hồng phấn này. 42.000 em bảo mọi người là mọi người ơi, mọi người về mặc cái váy ngủ ok xám, xám đen. Thế đi ngân hàng Nguyễn xám đen này. 24 này, form dáng rộng luôn mọi người nhá. Ngân hàng Nguyễn em nói luôn cho em không bao giờ em kiểu là ngân hàng Nguyễn cho em này. 40.000 này. Duyên Bình Ngô than ok, Duyên Bình Ngô than này. 24 này, Duyên Bình Ngô này. Duyên Bình Ngô cho em này. 42.000 này, than em hết rồi nhá. Còn mỗi hồng phấn với cả hồng đậm thôi. Hồng đậm là còn nhiều mùi vật hồng đậm đi. Mặc ở nhà thôi mọi người ạ, mặc ở nhà cũng rất đẹp. Nên em bảo mọi người là cái mã này mọi người mặc ở nhà hộ em. Ok, Khánh Vi hồng đậm này. Mặc ở nhà cho em chất len rất đẹp. 24 chốt cho em này, Khánh Vi này. 42.000 cho em. Nó là form dáng rộng luôn. Ok, chốt cho em vịt bầu hồng phấn này. Bán này bán lỗ luôn đó mọi người, rất là đắt. Em nhập rất là đắt, mọi người sờ cái chất len này mọi người phê luôn. Nhưng em cũng chỉ bảo với mọi người là mọi người ơi, mọi người lấy ở ngoài. Bởi vì nó là form dáng rộng. Form dáng rộng nên mọi người mặc của em ở nhà nhé. Chứ em không dám mọi người bảo là mọi người mặc. Em còn đúng mỗi 3 hồng đậm thôi mọi người. À đâu, 2 hồng đậm thôi này. Còn đúng mỗi 2 hồng đậm thôi, 3 hồng đậm. Thế nên là em nói thật mọi người luôn, không phải em khó tính đâu mọi người ạ. Em bán rất là rẻ, có những cái váy như thế này thực sự để mà nói nhá, mọi người mua không phải là mình gọi là mình quá gì cả. Nhưng để mà nói thì em bán rất là rẻ, kể cả bán 65 hay là 50 em bán đã lỗ rồi. Mà cái váy này nó là form dáng rộng. Thế nên mọi người thông cảm cho em nói luôn là mọi người về mọi người mặc ngủ ở nhà cho em nhé. Mã này mọi người về mọi người mặc ngủ ở nhà cho em nhé, bởi vì cái len rất đẹp. Chỉ có mỗi một cái là kiểu dáng của nó hơi bị rộng một tí thôi. Thế nên là em còn mỗi hồng đậm thôi, màu hồng đậm này mà cũng trắng da này. Ngoài của nó cũng không phải đậm lắm đâu, ngoài của nó hơi màu hồng tím mọi người, rất xinh. 24 cho em 42.000 này, một cái váy len như thế này. Mọi người về mọi người chỉ thắt thêm cái đai thôi, mọi người mặc ở nhà với quần tất legging thôi cũng rất là đẹp rồi. Em bán rất là rẻ thế nên mọi người thông cảm cho em nhá. Thực sự là em cũng không phải em kiểu là em gọi là eo tiếp trên mình ngô. Ừ đấy, vịt bầu có một cái hồng đậm đây này, còn mua thêm một cái nữa đây này. Thế nên là chốt cho em vịt bầu này. 24 hồng đậm cho em, Nguyễn Hậu có hàng này. Nguyễn Hậu cho em có hàng này. 42.000 này, ok này, chất đẹp, cảm ơn vịt bầu này. 24 Hoàng Thị Huyền Trang này. Hoàng Thị Huyền Trang cho em này. Nên là em không bao giờ em nói là em kiểu như là em bán, không bao giờ em kiểu em bán gọi là 24 chốt cho em này, mẫu này thắt đai nữa là ok, đúng rồi. 24 chốt cho em nữa này, chốt cho em nữa này, là Nguyễn Hoa có hàng này, 42.000 này.
Đó, thế nên là không phải là em khó tính với mọi người ý. Nên là cái mẫu này em sẽ nói rõ luôn là cái mẫu này nó như thế này, mẫu này nó như thế này, mọi người mua về thì mọi người mặc cho em như thế này. Nên là em bán rẻ cho mọi người như thế này bởi vì cái chất của nó siêu siêu phẩm luôn đấy mọi người này. Mình có một mã rồi, nên là mình lại mua thêm này. Đó, thế nên là các chị hết sức thông cảm cho em nhá mọi người nhá, đừng trách em mà tội nghiệp em hoặc là hàng hết size, hàng hè như thế này. Em cũng nói rõ luôn mọi người là mọi người cái hàng này hết size nhé mọi người nhé. Mọi người có đơn cho em xuống thoại nha. Chân váy shop cho em rất xinh này. Chân váy shop cho em sale cho em một cái là 35.000. Em hay mặc, các chế hay hỏi ấy. Còn đúng một chiếc nữa thôi. Hết một chiếc hoàng chỉ bên trang rồi mấy ai. Cái này 35.000 cho em. Má này mọi người tầm khoảng độ 50-53 cho em mặc ok nhá. 50-53 cho em mặc ok cho em 35.000 chân váy shop này. Má bao nhiêu đây ạ? 25 cho em 35.000 chân váy shop này. Má 25 cho em nhá mọi người ơi. Má 25 cho em. Nguyễn Hậu Nguyễn Hoa cho em xuống thoại với ạ. Ảnh Ruby cho em này. Ảnh Ruby cho em này. Cái cho em nữa này. Cái này là cái gì đây? Ôi giời ơi, cái này còn sót hả? Áo này là áo thun đen giấy này. Nhưng mặc chất rất phê. Chất này siêu phê luôn mọi người nhá. Vừa sexy mà lại còn vừa đẹp. Em thật mọi người luôn, mọi người nhận cái chất này. Em còn sót 3 cái cho em. Vừa bán vừa tặng cho em cũng 35.000 luôn. Cái này rất rất đẹp, mặc sexy cực kỳ luôn. Mọi người mặc bên trong, nếu mọi người thích mặc đen thì mọi người mặc nhá. Sexy lắm mà mặc phê cực kỳ luôn, bao phê luôn. Chất bao phê luôn, nó không bị lộ quá đâu. Em bên trong mặc màu xám này, xinh lắm, 35.000 này. Em để một cái mặc luôn ý. Để một cái mặc luôn này. Đẹp quá, chất đẹp quá. 35 cho em, mã 35 cho em này. Siêu phê à, mã 26 đúng không? Đẹp chưa? Đẹp lắm, mã này mặc vừa xinh vừa sexy. 26 cho em này. 35.000 nốt cho em. Đẹp lắm, mã này mặc giữ một cái mặc cho em. 26 chốt cho em này. Phạm Thị Thanh Tâm có hàng này. Phạm Thị Thanh Tâm cho em. Nguyễn Hậu ghi số điện thoại Nguyễn Hậu cho em ạ. 26. Phạm Thị Huyền Trang ghi số điện thoại cho em này. Nguyễn Hoa có hàng hết luôn ạ. Nguyễn Hoa chốt cho em Nguyễn Hoa này. 35.000 thôi, 26 đẹp lắm. 26 Nguyễn Hoa cho em. Ok, 35.000 cho em này. Lên tiếp cho em, lên tiếp cho em mọi người nhá. Lên tiếp cho em này. Đây, cái cọc này là cọc tác giả đây ạ. Nên là em còn một ít thôi, hàng toàn là hàng đẹp cho mọi người nhá. Em nói luôn đấy mọi người, ví dụ như cái áo, cái váy này. Đây mọi người này, một cái áo này rất là xinh này mọi người ơi, nhìn của em này. Một cái áo này rất là xinh nhá, áo này dây này. Chất len, chất mông tô ghi nhá. Len mông tô ghi cho em với cả một cái váy á. Một cái áo, ủa đẹp quá này, hai cái combo này đẹp xuất sắc mà ai xả đây. Combo này đúng thực sự là vừa bán vừa tặng cho em này. Áo pha gen này, áo trên pha gen, lớp gen rất mềm luôn này. Áo cực kỳ đẹp luôn, combo này cũng vừa bán vừa tặng cho em bởi vì rất đẹp, 120.000 một cái. Một áo này, một áo pha gen này. Riêng cái áo pha gen này em nhập đã là 100-101 rồi. Cái áo pha gen này rất đẹp luôn. 120.000 cho em này. Má bao nhiêu đây ạ? Má bao nhiêu? Cả hai cái luôn nhá. Má 27 này. 27 cho em này, 120.000 này. Ai nhận được combo này mê luôn. Gen rất mềm và đẹp. 27 cho em, vừa bán vừa tặng cho em nhớ. Đẹp lắm luôn mọi người ơi. 27 cho em. 27 cho em này. Chị Quỳnh ơi, khóc clip. Cái nào cũng để mặc. Không phải đâu, cái nào mà rẻ quá em tiếc ấy, em toàn để lại mặc thôi. Phạm Hương cho em này. 27 mấy tiền đấy. Rẻ quá, mua ở ngoài thì đắt, mua ở ngoài thì siêu đắt luôn đây. Một mã cho em nữa này, cái này là nếu như chị nào thấp thấp thì mặc thành váy cho em. Còn nếu không mọi người sew pin cho em thành body suit nhá. Một áo này cho em này, ôi áo này nhập đắt lắm luôn đấy mọi người. Nhìn này, nhìn được em không? Cái áo này form dáng rộng này. Chị nào mà mùa đông này mà mặc mọi người mặc trong người đi bốt vào cũng rất là đẹp này. 28 cho em này, một áo này. Một áo dây này cho em với cả một quần nữa. Cô mua này cũng vừa bán vừa tặng cho em 100.000 ba cái luôn. Một quần tím nữa cho em này, đẹp lắm. Trời ơi, 100.000 ba cái. Quần tím này có cả đai cho mọi người nhá. Quần tím này có cả đai cho mọi người này, hàng hãng luôn này. Quần tím này thì mọi người tầm khoảng 45 cân mặc ok cho em. Còn cái quần này mọi người đem đi tặng được này. Có cả dây nơi nơ như này nha mọi người, xinh không? Quần tím này, mặc cạp cao rất xinh này. Quần tím size S nhá, còn cái size kia thì free size luôn. Rất là đẹp, 100.000 ba cái rồi. Vừa bán vừa tặng cho các chế. Ok, Hoàng Thị Huyền Trang 28 cho em này. Chắc chắn mua cho em, đừng xảm tội nghiệp em mọi người nhá. Hoàng Thị Huyền Trang 28 cho em này. Hoàng Thị Huyền Trang 28 cho em. Mã bao nhiêu đây, bao nhiêu đây? 28 đẹp lắm luôn này. Hoàng Thị Huyền Trang rẻ đấy nhở. 100.000 ba cái mọi người ơi. Huyền Trang cho em này, 100.000 luôn. Mã này đem nó thật mọi người siêu siêu rẻ. Cả một combo to đùng như thế này. Lên váy vớ chú cho em. Đây, combo áo với váy này 50 cho em hai cái này.
một áo cho em mọi người mặc thu thoải mái nhá, một cái áo màu xanh than cho em này, rất đẹp này, mọi người mặc thu ok này. Một cái váy cho em này, đẹp lắm, váy váy này size L tầm khoảng 50 cân mặc ok, 50 55 cân nhá. Váy này mặc rất đẹp, váy lỗ này, lỗ đục này nhưng mà rất đẹp, lỗ đục và lục thêu này. Cái váy này 50.000 hai cái cho em, 50.000 hai cái cho em, 50.000 hai cái cho em. Đẹp lắm luôn mọi người ơi, 50.000 hai cái cho em nhá, của bán tôi tặng cho em đi ạ. 50.000 hai cái cho em này. Em nói thật mọi người luôn, bao nhiêu đây? Ok chị Lan Anh nhá. 29 cho em này. 50.000 này. Đẹp lắm, nhanh tay thì còn. 50.000 hai cái, một áo một váy, trời ơi mua hơn cả hàng xả. Winnie Sunny hết này. Không nhớ đâu đây, cái mã này này. Eo, cái mã này khác nhà em mặc ra thì phê luôn. Cái răm này là răm hở lưng rất là tây. Em quên mất không up cái ảnh của cái khác này đâu ạ. Răm hở lưng này mặc cực kỳ sexy nhá mọi người đây. Mùi đan lưng cho em như này nhá. Đây này, cái răm này eo ơi, khác nhận răm này ưng cực kỳ luôn. Bán từ đợt hè hot hit luôn ấy. Đây mọi người nhìn. Cực kỳ xinh không mọi người đây. Cái răm này nhá mọi người nhìn không ạ? Răm này 29 Winnie Sunny đây. Mùi buộc sang bằng lưng cho em nhá đây. Mọi người buộc lên như này. Đẹp xuất sắc, mọi người có thể đơn ra như này luôn. Cái răm này rất đẹp, mặc cực kỳ tây này mọi người nhìn không? Màu này siêu tây luôn. Màu này tây khỏi bàn luôn nhá mọi người nhìn hộ em này, cái răm này. Màu này rất tây, mọi người có thể buộc nơ ra đằng trước này. Đấy đúng không? Răm này sexy dã man luôn. 30 cho em một răm này. Một răm này cho em này, một áo này. Một răm này một áo cho em này. Đó, một răm một áo này. Đấy, 100.000 ba cái cho em luôn, thêm một cái này nữa. Cái này vừa bán được tặng cho chứ. Cái này nó là khoác khoác lên biển sao này. Đúng rồi. Ôi đẹp quá này. Cái này rất đẹp này, cái này cũng giữ lại đi để mặc đi biển ha. Cái đẹp lắm luôn đấy các chế. Giữ lại mặc đi biển, cái này mặc đi biển thì chụp ảnh ảo đừng hỏi luôn. Mà bao nhiêu đấy? Thêm cho mọi người đây để cho 30. Em 30 đúng không? Đây. Lỗ luôn. 330 100.000 ba cái này luôn này, có cả hạt ngọc cho mọi người luôn nhá. Đấy. Cô mua rất xinh này, may này đem đi tặng cũng được này. Nhìn không? Cái này bình thường một cái đã gần 100.000 của em rồi. Nhìn không? Gen này, rất đẹp này, 330 đúng không? Nhanh tay cho em này. 30 cho em xinh lắm luôn, 100.000 ba cái. Mồi mua về cái này á, nói thật em bán quá quá rẻ luôn. Nên em cũng không muốn mọi người là phải là gọi là gì luôn, 30 cho em này. Bán đi. Ba bao nhiêu đây? 330 đúng không? 30 chốt cho chị Phạm Hương xem này. Trời ơi, dày quá. Đẹp quá. 30 này, Phạm Hương cho em này. Hôm nay bà xả quá sốc luôn ấy. Xả cực đẹp để tí nữa lên bắt đầu lên live stream. Cái gì? Mà 30 cho em này. 30 cho em, 30 hết cho em. Đây là xả mà nên là không. Như là không không xả nên là không không ấy nữa. Đây. Đây là cái gì đây mọi người ơi? Đây hai cái quần này. Ơ, cái quần này vẫn còn à? Xem mặc cái quần này nhá. Xong có thể chốt cái quần này nhá. Một quần baggy cho em này. Quần baggy cho em này, cái form này form size rộng nhá. Mọi người mua tặng ok này, tầm khoảng 60 cân mặc ok cái quần này nhá. 55 60 cân này đẹp quá, quần này đẹp quá này, mua tặng cho em đi. Quần này rất đẹp luôn này, như kiểu quần mọi người may ấy, như kiểu may 2-300 luôn. Quần này cũng 50.000 cho em một cái này, sót một cái cho em size tầm khoảng độ 58 60 cân mặc cho em này. Còn đúng một cái nữa thôi mọi người nhá, quần baggy này, như quần may luôn, rất đẹp, mã 30 đến 31 cho em này. 58 60 cân nhá, 31 cho em mọi người đem đi tặng rất xinh này. 31 cho em này, cực kỳ đẹp, như quần may luôn, đẹp như quần may mà nhà em làm may nên em biết mà. Quần rất đẹp luôn, 31 cho em 50.000 này. Bảo đẹp là đẹp luôn, 31 cho em 50.000 một cái quần này, form dáng rộng nhá. 31 cho em, đẹp xuất sắc, 31 chốt cho em. Cái quần này này, cho có size của em không đã? Cái size này em thử cho mọi người luôn, cái quần này có lại có size S mới đâu chứ lại. Ai lấy quần này size S nhanh tay cho em này. Quần này ai lấy, mọi người lấy về mọi người đem đi tặng. 31 cho em, Nguyễn Thắng có hàng này. Nguyễn Thắng cho em có hàng này, ok 31 cho em này, hết cho em mã này. Quần này size S này, có S có M nhá. Quần này bán cho em 65.000, quần rất đẹp luôn. Em ơi nói thật, quần này chị nào nhận cũng chỉ có ưng thôi này. Nhìn của em cái chất quần này, mặc rất đẹp. Quần này cho em còn size S với size M, S tầm khoảng 43-45 cân. Còn M tầm khoảng độ cũng 65.000 cho em. Quần này là 65.000 nhá. Chất rất đẹp luôn mã này. 31, 32 cho em. 32 cho em, Duyên Bình Ngô sang size gì Duyên Bình Ngô ơi. Có S với M tình yêu ơi, có S với M. 31 size to Hải Yến hết rồi, sang 32 cho em. 32 cho em là cái quần này còn 2 cái này. Như ở đây còn 2 cái này. 32 này Winnie Sunny ok, Duyên size S này. 32 này Duyên Bình Ngô này size S này. Duyên Bình Ngô cho em này. Bao nhiêu tiền đây là 65.000, quần này ai mà nhận được ưng luôn này. 32 Hương Hương sang size M đi Hương Hương. 32 Hương Hương size M cho em này. 65.000 cho em này, còn một cái nữa đâu rồi. 32 Hương Hương sang cho em Hương Hương ơi, đẹp lắm. Đây Hương Hương cho em đây. Cái quần đấy đâu ấy nhỉ? Hương Hương cho em này, cái quần đấy đâu ấy nhỉ?
Xe máy quần em vứt đâu quá? Quần đâu rồi? Tí nữa cái quần này anh ghi cho em xem còn thì em để cho. Ôi cái này váy này rất xinh này. Cái váy này đẹp lắm luôn, mọi người nhìn em cái chất váy này siêu phẩm luôn. Có đủ hai cái em vừa ghi chưa? Đủ, cái này làm một cái của Hương Hương, một cái của Duy Mình Ngô, một cái của Thanh Tâm đúng không? Phạm Anh Tâm đúng không? Cái quần này có một cái anh nhìn của em này. Ở đây chắc là có thôi. Không phải quần khác cơ. Chiều em để đây mà. Không biết đâu quá. Anh bỏ cái này ra cho em. Chiều nay có để cái mà không nhớ ở đâu luôn ấy. Thôi rồi. Cái chân váy này ai mà lấy thì đẹp, chân váy cũng size S cho em này, chị nào 45 cân mặc ok đẹp chân váy này, quá xuất sắc luôn này. Cũng 65.000 cho em chân váy này cao cấp luôn mọi người nhá. 65.000 cho em một cái này. Mã 34 cho em. Mã 34 cho em này, 34 cho em. Chị clip áo len với chân váy đi ok mi đứt từ từ nhá. Bởi vì sao? Hương Hương mặc M ok chuẩn luôn, Hương mặc M này. 34 cho em, Nguyễn Hoa có hàng này. Nguyễn Hoa cho em luôn này, đẹp lắm luôn này, 65.000 chân váy cao cấp luôn cho em. Đây, combo 100.000 ba áo tiếp tục cho em nhá. Cái áo này có một cái gồm một cái áo này này. Áo này này, một cái áo đây cho mọi người xem. 100.000 ba cái cho em luôn này, bán rất rẻ luôn này. Đây một cái áo này cho em này, áo này chất siêu phê, chất rất đẹp. Đợt trước khách nhận cái bộ này là có một cái quần đỏ ấy, em bán 100.000 một cái bộ này luôn đấy. Đây với cả một cái áo hồng này nữa này. 100.000 ba cái combo này, 145 cân mặc ok cho em nhá. Chị Thu Trang ơi, mã 35 cho em này. 35 cho em tầm khoảng 45-46 cân em mọi người mặc thành váy nhá. 35 cho em một áo này, áo hồng đẹp lắm. Với cả một cái nữa combo 100.000 ba cái luôn. Quá rẻ các chế. Hương Hương có quần của Hương Hương mà. Có quần của Hương Hương mà, còn Phạm thì anh Tâm chưa có thôi. Ba là mấy đi anh? Ba mấy? 35 Phạm thì anh Tâm à? Ok. Cái quần đấy đâu rồi nhỉ? Ờ, Phạm thì anh Tâm cho em. Phạm thì anh Tâm cho em này. Ok, 100.000 thêm mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Ok, đây lên cho em cái này. Lắm, trời ơi. Ôi dồi ôi, cái chân váy len nhanh tay thì còn chân váy len dáng maxi siêu xinh 65.000 một cái cho em. Chân váy này mọi người mà không chốt thì hơi phí luôn, hàng rất cao cấp. Len của nó cực kỳ đẹp, size S cho em đẹp chưa này. Cực kỳ đẹp luôn này, túi ở đây này, chân váy xẻ cho em 65.000 một cái thôi. Rất đẹp này, 65.000 một cái cho em chân váy len này. Mọi người tầm khoảng dưới 50 cân mặc ok cho em, 36 này. Dưới 50 cân nhá, 36 cho em này. 65.000 ai? Hương Hương đúng không? Đẹp lắm luôn, nhanh tay thì còn. Mã chân váy len này siêu phẩm luôn này. Len rất đanh này, đẹp này. Hết rồi, Thủy Đức hết rồi. Đấy Thủy Đức làm gì còn nữa. Hai cái chân váy này cũng vừa bán vừa tặng cho em này. Một cái nó là dáng như thế này cho em, rất đẹp luôn, bán cho em này một cái này cho em. Dáng nó cũng không ấy đâu, hai cái này bán vừa bán vừa tặng cho em này. Đẹp lắm luôn. Cái này thì là cái này mã này này, cái chân váy có cái vàng thì comment của em là đai vàng. Đai vàng bán cho em là 45.000, còn đai không vàng là 29.000 này. Đây, cái đai này là cái chân váy này không đai vàng là 29.000 cho em, còn cái váy này là có đai vàng cho em là đẹp lắm luôn. Cái váy này quá đẹp, chân váy này siêu phẩm luôn. Mọi người mua ở ngoài tầm 101 thôi đấy mọi người ạ. 30 mấy đấy. Ok, Mai Thu Huyền cho em này, 45.000 này. 37 cho em này. Mai Thu Huyền đẹp lắm luôn này. Thu Huyền cho em này 45.000 này. Còn đai không vàng là 29.000 này. Ok, Hoàng Thị Huyền Trang này. Hoàng Thị Huyền Trang cho em 29.000 này. Bao nhiêu nhở? 37 này, Hoàng Thị Huyền Trang này. Huyền Trang cho em bao nhiêu tiền đấy nhở? 29.000 cho em. Rất đẹp, ok lên tiếp cho em mã khác nhá. Cái chân váy đi cho em, chân váy này cho em. Hôm nay một cái chân váy này cũng sale cực kỳ rẻ cho các chế luôn. Em xem bao nhiêu chia sẻ rồi. Đúng rồi, xem sai đi. Ok. Vì nó còn nhiều S mà, khách nhà em cũng rất là nhiều S luôn. Thế nên là mọi người cái này đủ size SML cho em. Nhưng mà vì còn rất nhiều S nên thực sự cái chân váy ai mà mua của em rồi nói thật chỉ có một câu thôi là ưng mẹ luôn. Bởi vì chân váy này rất đẹp. Đây cho mọi người xem này. Hàng hãng nhá, size S cho em mọi người tầm khoảng 46 cân. 46 cân đến tầm khoảng 47 cân cho em. Size M là 48 cân. Còn size L tầm khoảng từ 49 cân đến 50-51 cân cho em. Rất đẹp luôn. Chân váy này sale cho em này bao nhiêu rồi đây? 38.000 luôn. Chân váy này không bao giờ có một cái giá 38.000 nhiều em này. Hàng rất đẹp này, hàng Quảng Châu, hàng ấy cho em này. Nhớ cân nặng của em nhé mọi người này. Đẹp xuất sắc luôn, vì còn S nhiều, các tình yêu sẽ S đâu rồi. 45-46 cân này. Chân váy này quá xuất sắc. Bên trong của nó có một lớp lót nhá. Chân váy này đẹp lắm luôn mọi người nhìn này. Bên trong của nó có một lớp lót này, cực kỳ xinh luôn, cực kỳ xịn. Mã bao nhiêu đây? 38 cho em này, 38S Hoàng Huyền Trang. Ok, đẹp lắm mọi người ạ. 38S Phương Hà này. Hoàng Huyền Trang cho em này. Có L có M nhá, Hoàng Huyền Trang cho em này. 38.000 luôn này. 38 Phương Hà cho em này. Phương Hà cho em này.
Ok, 38 nghìn này. 38 này, chốt cho Loan Tùng này. 38 Ngọc Mỹ này. Loan Tùng này, mờ đen à. 38 nghìn này. 38 Ngọc Mỹ này. Ngọc Mỹ luôn này. 38 nghìn này, ok này. 38 bé Hiền S này. 38 bé Hiền S này. Bé Hiền cho em này. Ok này. 38 nghìn này, ok. 38 Thư Lê này. Thư Lê cho em này. 38 nghìn này, ok này. 38 chút Winnie Sunny cho em này. Đẹp lắm luôn này. 38 này, Winnie Sunny này. Sunny này. 38 nghìn này. 2S38 này, ok bé Hiền này. Bé Hiền cho em này. 38 nghìn này. Khánh Vi S đúng Khánh Vi. Khánh Vi S một chiếc, S là hết rồi, còn đâu còn L thôi ạ. Khánh Vi hay ngang ngố nhờ. Ai người ai hiểu đơn rồi. 38 ngang ngố nhá. Quả lê nhỏ này. Ngang ngố này. 38 nghìn này, ok này. 38 quả lê nhỏ này. Còn một L cuối cùng là hết này. Quả lê nhỏ có đơn chưa? 38 nghìn cho em này. 38 còn đúng L cho em là hết. 49 cân, 49 50 cân mặc ok 38 cho em. Đẹp lắm luôn này. Bác em tầm khoảng 49 50 cân mặc đẹp luôn này. 50 cân mặc rất đẹp luôn. 38 em hết sạch luôn này. Chân váy này khỏi phải nói luôn. Còn đúng một chiếc duy nhất. 38 nghìn quá sắc luôn. Mẹ cái váy này bán là vừa bán vừa cho. Chân váy này ai mình nhận được thì biết này. Ưng cực kỳ luôn. Còn đúng L thôi. 38 hết sạch luôn các tình yêu ơi. 38 này còn đúng một cái L thôi nhá. 38 cho em này. Quả lê nhỏ có rồi. 38 cho em này. 38 nghìn luôn này. 38, 38 nghìn cho em luôn. Ai? An Nhiên Nguyễn này. Đẹp quá. Chân váy này đem tặng thì quá hết sẩy luôn đấy mọi người. Ok hết cho em 38 An Nhiên Nguyễn này. Hôm nay bán quá rẻ. Rẻ lắm mọi người. Nhìn cái chân váy em mặc đẹp không? Chân váy này mọi người này. Nhìn không? Chân váy này á rất là đẹp luôn này. Đấy mọi người nhìn không? Màu xanh than nhá. Dáng này. Em bán có 48 thì một cái chân váy thôi. Xinh không? Chân váy cho em này. Rất là xinh luôn các chế ơi. Chân váy siêu siêu phẩm luôn ấy. Trời ơi sao cái này hôm nay nó hơi bị lóa nhỉ mọi người. Chân váy em hết rồi, chân váy 48 nghìn thôi. Chân váy em mặc ấy xinh lắm, ngoài nó đẹp hơn bởi vì chất của nó, chân váy rất đẹp. Ai mà nhận chân váy này 38 em hết rồi tình yêu. Đây nữa này. Đây lên một xem một siêu phẩm này, anh đưa nó ngay cho em đây. Đây nữa này, rất đẹp này. Ôi giời ơi. Cái này mọi người sẽ được tặng kèm một cái vòng có quả bông như này nhá. Đây, một cái váy dạ như thế này, rất đẹp luôn. Cái váy dạ này còn một chiếc duy nhất sót cho em. Rất rất đẹp, váy dạ pha len này. Cái size này là size bao nhiêu đấy ạ? Size này là size M. Dưới 50 cân mặc ok, tổng khoảng 49 48 cân mặc ok cho em ạ này. Rất đẹp luôn, được tặng kèm một cái vòng 99 nghìn cho em này. Váy dạ này, các chế mà không lấy á. Này con này hơi phí, được tặng kèm một cái vòng lông như thế này. Vòng lông cho em mã này bao nhiêu tiền đấy? Ba mươi mấy đấy? 39 cho em này, 39 cho em. Nhưng mình đang trên mạng thôi nhỉ? 39 cho em, 39 cho em này. Đàm Thắm có hàng này, chất này rất đẹp luôn. Đàm Thắm luôn, 199 nghìn thôi. Được tặng kèm một cái vòng lông này. 39 Đàm Thắm. Đàm Thắm cho em này 99 nghìn thôi. Ok còn sót cho em này. Đây, chân váy này Gucci cho em này. Vừa bán vừa tặng đấy cho chị nào thích mặc màu đen màu trắng nhá. Cái này vừa bán cho em là 35 nghìn đúng không? Hôm nay chị nào chia sẻ nhanh nhất cho em. Combo hai cái này. Cái này cho em này mọi người chắc tầm khoảng size này mọi người đây em xem nào. Size này mọi người nhớ em là tầm khoảng 47 cân cho em nhá. Hai cái một cái màu trắng luôn. 50 nghìn hai cái. Quá rẻ rồi, bán đắt rẻ rồi. 50 nghìn hai cái cho mọi người này. Tầm khoảng chắc là size này tầm khoảng 48 cân mặc ok này. Một đen một trắng cho em chân váy xếp ly này, mặc rất xinh, bên trong có lớp lót nhá. Cái mã này bên trong có quần chứ không phải lớp lót đâu, có quần luôn này. Hai cái đều có quần luôn này, mã bao nhiêu? 40 đúng không? 40 cho em này, hai cái 50 này, rẻ như cho luôn. 40 Ngọc Diệp, hai cái luôn, hai cái 50 luôn. 40 Ngọc Diệp này. 40 Ngọc Diệp cho em, hai cái có 50, 40 Ngọc Diệp. Rẻ quá. Vừa bán vừa tặng hết cho các chế luôn. Hôm nay là vừa bán vừa tặng mà các chế mà em xem bao nhiêu lượt chia sẻ rồi anh. Cái này hôm nay mà 200 lượt. Bao nhiêu? 302 rồi, ok đấy, lên chia sẻ lên tiếp cho em này. Anh đưa em mượn cái cọc kia đây. Đây, combo này cũng vừa bán vừa tặng cái răm này. Đợt đấy là em bán gọi là, em nói thật mọi người luôn, cái răm vàng này ai mà mua của em rồi thì biết này. Chất rất xinh luôn, mặc cực kỳ xinh, răm vàng chun eo nhá. Đây, nhìn của em này. Một áo cho em này, combo này cũng vừa bán vừa tặng riêng cái răm vàng. Hồi trước em đã bán là giá rất đắt rồi. Cái áo này cho em này, áo trắng này mặc lên thì gọi là xinh đừng hỏi luôn. Nhanh tay chốt cho em combo hai cái 70.000 này. Áo trắng này mọi người mặc mà mặc thì mọi người biết này, mặc nhìn chất như vậy thôi nhưng mặc lên rất đẹp, mặc lên cực kỳ ôm body luôn. Cái này mọi người combo dưới 50 cân mặc ok cho em. Dưới 50 cân mặc ok cho em nhá. Cái này áo trắng mọi người đừng có sờ chất, mọi người bảo ôi ơi cái chất này nhìn không đẹp. Mã 41 cho em này, 41 cho em hai cái 70.000 đúng không? 41 cho em hai cái 70.000 cho em này. Đẹp lắm mọi người ơi, bởi vì sao? 41 cho em hai cái 70.000 này. Ừ, mai chua bây giờ mới báo. Tại Facebook nó không báo cho em 41 phạm vì anh Tâm có hàng này.
chắc chắn mua hàng ấy chốt cho em nhá. Phạm Thị Thanh Tâm này, đẹp lắm luôn ạ. À. Thanh Tâm cho em này. 70.000 cho em, ok. Chắc cho em mã này. Bây giờ mới là đây. Cái quần này vẫn còn sót này. Đây. Quần này còn sót M cho em, M là chốt cho ai đây? Quần này sót M là M của ai nhỉ? Phạm Thị Thanh Tâm cũng M luôn quần này đúng không? Cái quần vừa rồi size, cái quần vừa rồi mà có nơ mà em bán 65.000 ấy, 41 Phạm Thị Thanh Tâm, cái quần này Phạm Thị Thanh Tâm cũng có nên nợ Phạm Thị Thanh Tâm mà. Phạm Thị Thanh Tâm này. 65.000 cho em này. Size M, size M. Cái... Phạm Thị Thanh Tâm bao nhiêu cân? Phạm Anh Tâm, cái này Phạm Anh Tâm lấy một cái M đúng không? M đẹp lắm luôn mọi người ơi. Mã này tầm khoảng M thì tầm khoảng độ em nghĩ là 47 đến tầm khoảng 47 đến tầm khoảng độ 49 cân mặc ok đấy. M 450 cân mặc ok tùy bụng mọi người nhá. Cái quần này à, ai nhanh tay, nhanh tay cho em quần này 65.000 thôi. Rất đẹp. Quần này em còn sót vừa nãy đấy, không biết là sót ở đâu nữa đâu. Quần này mọi người nhìn chất này. Phê chưa? Mặc cái quần này á, mùa này mặc cái gì cũng đẹp luôn mọi người. Đúng rồi, đẹp lắm mọi người. Chị Phạm Anh Tâm bao nhiêu tiền? Linh. Mã này Linh Su đi đơn chưa? Linh Su Su này, Linh Su Su luôn này. Đây cho Linh Su Su này, mã bao nhiêu đây? 65.000 này. Linh Su Su này, quần này thì thôi khỏi phải nói luôn. 42 cho em này, quần này khỏi phải nói rất đẹp luôn này, Linh Su Su có hàng này. 42 bé còi hết rồi tình yêu ơi, lên cho em nhá. Đây. Vừa bán cho em, đưa em tất cả đống đen đi anh. Đưa em đống đen đấy. Đây này. Hôm nay cũng một mã này nữa, lên chia sẻ lên cho em. Chia sẻ lên cho em. Không đống đống này đây cho em, chia sẻ lên cho em này. Chia sẻ lên cho em cái áo này bán cho em 29.000 này. Form nhỏ nhỏ, chị nào nhỏ xinh xinh mặc rất đẹp nha. Áo len cho em chưa nên em bán rất nhiều rồi. Tay của nó hơi dài một chút, mọi người sắn tay lên cái kiểu áo tay rơi hơi dài một chút này. 29.000 cho em chưa nên em bán phải đến mấy cái này rồi. Cái này em chia sẻ cho các tình yêu nha. Tí nữa chia sẻ 5 lần cho em 29.000 này. Rất đẹp, 43 cho em này, 29.000 áo này thôi. 43 cho em 29.000, tay nó hơi dài một tẹo nhưng mà rất đẹp, rất len này. Ok ok, chị 48 cân vừa, Phạm Minh Tâm đẹp luôn. Quần của chị rồi, ok em để ở chế rồi này. Ba bốn mấy đấy? 43 cho em này, 29.000 mọi người nhá, 29.000 cho em một áo này ạ. 43 cho em 29.000 lên cọc váy này, cọc váy đẹp quá. 43 cho em 29.000 này. Sam. Sam à? Ừ. Ok, lên tiếp chân váy len lủng các thứ cho các chế này, len lủng hay áo nhất gì đây. Ôi mã này đẹp thế. Mã này trời ơi, cái này rất là đẹp, mã này em thì như em giữ lại mặc đấy. Mã này em giữ lại mặc đấy, nó giống như là body suit ấy, đẹp lắm mọi người. Cái này nó giống như là body suit mọi người. Cái này rất đẹp này. Nó giống như là body mặc để ôm vào cơ thể mình ý. Cái mã này mặc đi tập đi. Đây rất đẹp cho em này. Đây lên chân váy len. Chân váy len hay áo len đi trời. Đây mã này chốt cho em nha. Cả một combo này chị nào mà nhận được thì ưng này. Vừa bán được tặng cho em này. Một áo trễ vai len này. Rất đẹp. Áo trễ vai len siêu đẹp với cả một cái quần suông nữa. Combo này vừa bán được tặng cho em 70. 70 một combo. Cái quần này size S nhá. Đằng sau có chun này. Quần này size S cho em này. Một cái áo, một cái quần cho em 70 này. Chị nào tầm khoảng 45-46 cân mặc cho em này, 44 cho em, 47 cân mặc ok, 45-46 cân cho thoải mái đi. Mã 44 cho em này, 70 thôi, đẹp quá. Riêng áo len bình thường em đã bán 70 rồi, 44 cho em. Riêng áo len bình thường em đã bán 70 rồi, các chế ơi. Lên cho em một cái quần nỉ nữa này, xinh quá. Quần nỉ cho em, một cái quần nỉ nữa cho em này, quần nỉ cũng vừa bán nó tặng cho em rồi này, quần nỉ này cho em này. Phạm Hương cho em. Chị nào nhỏ xinh xinh mặc cái quần này ok, đằng sau có chun luôn này. Quần nỉ này cũng bán cho em 29.000 này. Chị nào dưới 50 cân nhá. Quần nỉ cho em này, 29.000 cho em luôn này. Vừa bán vừa tặng luôn đấy ạ. Quần nỉ cho em này, mã 45 cho em này. Quần nỉ rất đẹp luôn. 45 cho em dưới 50 cân mặc đẹp. Quần nỉ cho em này, mã 45 cho em. 45 cho em này, 29.000 thôi ạ. Quần nỉ 29.000 cho em thôi. Hết rồi. Lấy tiếp cho em đi. Lấy tiếp. Không làm sao vừa được quần nỉ này dưới 50 cân mà 45 cho em này. Ngọc Diệp vừa này. Chắc chắn hộ em nhá. Chắc chắn mua hàng của em nhá mọi người nhá. Hộ em với ạ. Đừng chốt cho vui miệng và đừng chốt cho sang miệng ạ. Đừng chốt cho sang miệng, đừng chốt cho vui miệng nha. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em này. 44 hết cho em này. Ngọc Diệp xin lại số điện thoại cho em này. Một cái len cam đất này, đẹp lắm luôn. Trời ơi. Cái này là một cái áo len. À chứ là một cái áo sơ mi cam đất cực kỳ tây, cực kỳ lạ, chất rất đẹp và chất rất lạ luôn. Cái này form dáng rộng cho em mọi người trên 50 cân mặc ok cho em này. 50.000 cho em này. Mã bao nhiêu đấy? 46. Mã 46 cho em này. Đẹp cất đi. Xấu bán. Trời ơi, ai đây? Bạn nào? Bạn Hạnh Nguyên à? Hạnh Nguyên là ai đây ạ? Tại sao em lại bảo cái câu là đẹp cất đi xấu bán ạ? Không biết là bạn có ý trêu hay là bạn có ý gì ạ? Bởi vì em không khó, em không 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 để ý mấy cái này đâu. Khách nhà em mua thì biết này, chứ không phải là đẹp cất đi xấu bán. Có những cái nó chỉ gọi là nhỏ nhỏ, ví dụ như cái áo kia em thấy đẹp, em bảo là em bây giờ em bán rẻ đi quá thì là mọi người ấy, em vẫn bán cho mọi người cơ mà, có 3 chiếc em vẫn bán cho mọi người cơ mà, em không phải em giữ đi đâu mà mọi người. Nên là mọi người thông cảm nhé, đừng nói những cái lời nhạy cảm như thế. Rất là những cái khách, ví dụ như là mọi người mà nói những cái lời nhạy cảm như thế, những cái khách mới vào ấy ạ, thì họ nghĩ gì với em ạ?
nên là mọi người đừng có nói những lời kể cả có trêu có đùa thì tốt nhất mọi người hạn chế nói những cái lời nhạy cảm giúp em nhá. Chứ không phải là nếu như mà để mà nói mà đẹp xấu đi cất bán ấy thì em không phải để trên livestream này em để cho mọi người đi nhìn thấy em cất đồ đi đâu ạ. Nếu như không phải là đẹp xấu đi à đẹp thì bán à đẹp thì cất đi còn xấu thì bán, không phải là em không ngu gì một con bán hàng, không ngu gì bán mấy năm rồi, không ngu gì trước bàn dân thiên hạ mà cất mấy cái đồ của mình đi đâu ạ, không ngu gì đâu ạ, đúng không ạ? Em cất đi thì em cất trước khi livestream, em tắt máy đi, em cất luôn đi ạ, em cất hàng trăm cái được, bởi vì kho là kho của em cơ mà, đồ là đồ của em cơ mà. Em đâu có ngu gì mà em trước bàn dân thiên hạ em cất đồ đi đâu ạ. Em cất những cái đẹp đi đâu ạ. Em chẳng có ai ngu. Một đứa những đứa trẻ bây giờ bọn trẻ con nó cũng chẳng ngu đến mức đấy đâu ạ. Trẻ con cấp 2, cấp 3 nó cũng không ngu đến mức đấy đâu ạ. Nên là tốt nhất là mọi người hạn chế cho em nói những lời lẽ nhạy cảm như vậy. 43 cân mà không vừa đâu tình yêu ơi. 46 à? Mã này ừ mã 46 cho em lên hộ hạn chế hộ em nhá. Tránh hạn chế nói những cái lời nhạy cảm như vậy. Đây ạ, những cái áo như này rất xinh ạ. Nếu mà để em mà nói mà em tìm đi những cái hàng đẹp ạ. Đây cái áo này rất xinh này, mặc cực kỳ tây kiểu nó rất lạ này. Bán cho em 50.000 thôi ạ. 46 Nguyễn Mai cho em ạ. Nên hạn chế nói những lời nhạy cảm, kể cả có trêu đùa thì hạn chế nói những lời nhạy cảm như vậy ạ, bởi vì động đến lòng tự ái của mọi người rất là khó chịu luôn ạ. Bản thân em cũng thế, các chị cũng thế luôn ạ. Ví dụ như các chị đang làm trong một lĩnh vực gì đấy tự nhiên bị nói đến một cái vấn đề rất là nhạy cảm. Ừ, đang làm ở ngân hàng đi ạ, đang vay vốn đắc thế kia đi ạ, xong rồi cứ nói một cái vấn đề gì rất là nhạy cảm đấy, là thôi em không gì nữa cả, mọi người thông cảm giúp em nhá. Bao nhiêu đây ạ? 46 cho em ạ. Nguyễn Mai cho em ạ. Không phải giải thích với khách quen, khách quen thì không giải thích với khách quen ạ. Em khách quen thì các chị mua hàng em mấy triệu rồi thì mọi người biết, ở đây toàn là những các chị mua nói thật là toàn 3-4 triệu trở lên thôi, chứ ít khi các chị đã mua một vài trăm một lắm. Toàn các chị là ít, lần nào ít thì 1 triệu, à lần nào ít thì 500-600, lần nào nhiều thì 2 triệu, lần nào nhiều nữa 3,5 triệu, lần nào nhiều nữa 4 triệu. Khách toàn mua lẻ, toàn giá lẻ thôi. Thế nên là bạn kia mà nếu mà nói có những cái lời lẽ mà hơi xúc phạm đến em thì mong là bạn inbox xin lỗi em nhá. Mọi người nhá, để ý giúp em này, nhớ để ý giúp em nha, trêu đùa thì cũng có ấy thôi mọi người nhá. Cái quần này em đang định giữ lại mặc này, mà thực sự cái quần này, quần này rất là đẹp, cái quần này là nó là form quần hàng Quảng Châu cho em nhá. Em mặc cho mọi người xem quần này, không biết là có mặc được không rồi, quần này để ấy lại đi ạ. Rồi mọi người thích em mặc quần này, em đã lấy một cái quần này em mặc rồi, rất là đẹp này. Đó, quần này dáng loe cho em này, mặc cao dã man mà mọi người kết hợp với những kiểu cái áo trễ vai ngắn crop top mặc rất đẹp, 50 cho em quần này. Em nhập quần này vào rất là đắt, em không nói điêu ạ. Đây ạ, quần Quảng Châu cho em này. Cái này cho em là size M, mọi người tầm khoảng độ 48 cân mặc ok quần này cho em. 50.000 cho em mã bao nhiêu đây? Từ mã 47. Chị 11 triệu. Mã 47 Hương Hương cho em này, mặc rất đẹp, 47 này. Chị chắc chục triệu rồi. Chuẩn luôn đấy mọi người, đây mọi người này. Bao nhiêu đấy, không nói yêu là 47 cho em này. Hương Hương này. 50.000 thôi ạ. Mà mọi người mua hàng á, em nói thật, không phải là nói, không phải là mèo khen mèo dài đuôi đâu, nhưng phải công nhận một điều là khách hàng nhà em có những hôm nay mát mát bảo áo len tay ngắn của người đi chơi vừa xinh vừa chất siêu sướng. Ở Linh Su, cảm ơn Linh Su nhá. Đơn sau Linh Su free ship cho em này. Feedback luôn này, đơn sau Linh Su free ship cho em này. Cái gì nhở? Không phải là em nói em khen hàng nhà em đâu, nhưng thực sự là lần nào hôm nay anh nhà em đi ship được, không biết là hôm nay chị Nguyễn Phương Liên chị có xem nhà em không. Anh em đi xem bảo là Quỳnh ơi, Quỳnh có những cái áo anh nói thật với em luôn, bởi vì em bán rẻ mà, nói thật chứ mình cũng không phải là mình khen hàng mình đẹp quá. Em nói có những cái áo chỉ bán 30-40 nghìn thôi, có những cái áo nói thật sự là mình thấy bản thân mắt của mình thấy không bình thường. Nói là bảo là chê xấu thì lại bảo hơi quá đà, nhưng mà em chỉ bán 30-40 nghìn thôi, nó bình thường thôi. Những cái đợt bà hàng len những thứ, em ơi em, chị mặc đẹp cực em ạ, chị Nguyễn Phương Liên. Anh em khen thật, anh em thì không kiểu như là khen kiểu là mà có phải là khen trước mặt khách đâu, mà khen đều đúng không? Đi ship cho khách thì khách gần nhà đi ship cho khách. Em ơi bà này mặc áo này đẹp thật, bà kết hợp kiểu gì ấy, mặc xinh cực kỳ luôn ấy. Anh ấy còn phải nói như thế mà không phải khen trước mặt, hơi mờ à, không phải là khen trước mặt em, mà không phải khen trước mặt khách đâu mà nói chuyện với em như thế. Thế nên là ừ, Hương Giang ấy, có nhìn thấy Hương Giang nhá. Đây này, cái váy này chị khách bảo là chốt, một bạn bảo là chốt váy này không vừa, em mặc cho mọi người xem cái váy này luôn nhá, rất đẹp này. Có váy này co giãn là mọi người ơi, đây chị khách bảo là chốt không vừa thì em không hiểu luôn. Đây, đây cái váy này, đây là em 56 cân. Em 56 cân rồi nhá các chị, em 56 cân rồi đây mọi người nhìn này, rất đẹp luôn. Em 56 cân mà còn lồng váy nữa này, cái váy này co giãn rất là thích luôn, chất nó là chất co giãn mọi người nhá, chứ không phải là chất bình thường. Em đang mặc một cái váy to nữa ạ, đây ạ, rất đẹp luôn mọi người nhá. Lên cho em này, combo một váy này cho em và một váy Quảng Châu đan này, à thế nhầm, đây cái váy này là váy đan dây cho em này, váy đan cho em mặc rất sexy mọi người nhá, đan cho em đan sau lưng này, combo này vừa bán vừa tặng cho em luôn. Chia sẻ lên cho em 348 cho em này, 50.000 hai cái luôn, quá rẻ luôn ạ. Duy nhất ngày hôm nay cho em này, mọi người mặc size nhỏ nhỏ hơn nhá, mọi người mặc size nhỏ nhỏ hơn này, 50.000 hai cái cho em váy này, váy chất thun nha mọi người, mặc rất sexy luôn ạ. 50.000 hai cái cho em, 50.000 hai cái cho em 34 mấy đây. Ừ đấy, ai chị nào đấy? Ừ chị Hải Yến hai chuẩn luôn đấy. Thế mà khách bảo em là không vừa, em không biết nói thế nào, 34 mấy, 50.000 hai cái này.
chất rất đẹp, siêu đẹp luôn. Cái này đan dây em bán từ đợt đầu luôn đấy. Quỳnh Đặng cho em ok này. Mã bao nhiêu đây? Mã bao nhiêu đây? Chị bao nhiêu cân rồi? 48 cho em. 48 cho em này. Bút đâu rồi? Nải chém có bút đâu rồi? Trời ơi không thấy có bút đâu này. 48 cho em. Thế nên là mọi người thông cảm cho em nhá. Lần nào chửi xong cũng lên view thế đấy, cứ không chửi. 48 chốt cho ai đây? Quỳnh Đặng này. Em cũng có hàng à, em một tí nhá. Ba này bán 50.000 hai cái thôi ạ. Toàn bộ đều là hàng rất cao cấp vàng đẹp nhớ, chứ không phải là ấy đâu ạ. Ok nào. Lên len với lên nỉ cho em nhá. Bây giờ bắt đầu mới lên len với lên nỉ cho em này. Cái áo này cũng vừa bán vừa tặng cho em này, hai cái áo đẹp lắm luôn này. Vừa bán vừa tặng cho em, chia sẻ lên cho em nhá, chia sẻ livestream lên cho em này, hai cái này vừa bán vừa tặng cho em. Cái này là cho em này. Đây. Một cái áo trắng cho em, hai cái này cũng 50.000 hai cái cho em này. Một cái áo trắng dây nha, mua cho trẻ con mặc này. Với một cái áo chữ này đúng không này, cũng 50.000 hai cái cho em. Lên len cho em nhá. Cũng 50.000 hai cái cho em này. Anh ơi. Anh lên cho em cái ấy, lên cho em cái đen trắng ấy, cái áo đen trắng ấy. Ừ đấy, để cho em. Mã này cho em 34 mấy nhỉ, 48 hay 4 mấy đấy. Thế bao nhiêu rồi anh? 49 cho em này, 50.000 hai cái áo phông rất đẹp nhá. 49 cho em này, anh đưa cho em cái áo kẻ ấy. Áo kẻ anh. 49 cho em, cái áo màu trắng ấy rất đẹp, 50.000 hai cái thôi. Ok này, anh đưa cho em cái áo kẻ đi anh. Đưa cho em cái áo kẻ. Chia sẻ lên cho em áo này, em bán vừa tặng luôn này. Áo này còn sót đúng rồi, mấy bọc áo kẻ này. Áo này lúc đầu hè là còn sót này, hết luôn rồi. Sao còn nữa cơ mà nhỉ? Nhớ là còn nữa. Cái áo này còn sót cho em này. Trời ơi, cái này còn sót cho em này. Đồng giá cho em 50.000 Montogi nhá, chất rất phê ạ. Đây ạ. Cái kiểu nó như vậy nhá mọi người, đồng giá cho em 50.000 một cái này. Montogi cho em còn sót 2 chiếc này. 2 chiếc cho em này, không phải là còn một bọc áo kẻ nó bao nhiêu đây? Bao nhiêu? 50 cho em này. Má 50 cho em 50.000 luôn này. Má bao nhiêu đấy? 50 cho em. 50 cho em 50.000 luôn này. Mông tu ghi đẹp lắm luôn. Còn sót cho em một ít thôi ạ. Chứ nếu không cũng không có giá này đâu. Quốc tế ơi. Má 50 cho em. Má 50 cho em này. 50.000 này. Ok đẹp lắm. Mông tu ghi chất rất mềm luôn ạ. Bé cò cho em này. 50 này. 50.000 luôn này. Mọi người nhớ chia sẻ live stream lên cho em nhá. Chia sẻ live stream lên cho em. Chân váy. Ok sẽ có chân váy mọi người từ từ nhá. Sẽ có chân váy luôn. Quốc tế. Ok chị Quỳnh Đặng luôn này. Ok xong cho em. Cái nhũ này em còn sót này. Nhũ này còn sót, trời ơi. Cái nhũ này là nhũ yếm cho em nhá. Đẹp xuất sắc. Nhũ yếm hàng Quảng Châu này mọi người mặc yên tâm đi ạ. Cái nhũ này chả nhẽ em mới giữ một cái. Em mặc này, nhũ yếm này. Đẹp lắm luôn đấy mọi người, chắc là phải giữ một cái mặc thôi. Nhũ yếm này đẹp lắm, bây giờ mới xem này. Đẹp chưa? Nhũ yếm này chất rất đẹp luôn này. Có hai cái giữ một cái cho em, nhũ này bán cho em 35.000 đi ạ. Nhũ rất đẹp, rất phê luôn. Giữ em một cái này. Nhũ cho em này, giữ em một cái nhũ này. 35.000 một cái nhũ thôi mọi người, nhanh tay cho em. Đã 51 cho em này. Mai chua ơi, có như thế mai chua nhá. Để mọi người nếu mà tí nữa em sẽ kết bạn với mọi người ấy. Mọi người cứ chống lại cho em, thì em đang sờ tốt để kết bạn chống với mọi người. Mã 51 đúng không? Xinh lắm, nhũ này xinh lắm, 35.000 thôi. 35.000 cho em mã nhũ này nhá. Hết cho em cái này. Lên nốt váy cho em để em xong váy nhá. Tình yêu ơi, lên này, lên cho em cái này là trong cái set này. Một cái áo này cho em với một cái váy nó cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn này. Cái váy nó chất rất đẹp, dáng body ôm này. Riêng cái chất này em đảm bảo mọi người luôn 50.000 hai cái cho em nhá. 50.000 hai cái thôi, chất rất đẹp. Em thề mọi người luôn, mọi người phải chia sẻ lên cho em mã này, phải bán 50.000 hai cái được này. 400 chia sẻ cho các chế mã bao nhiêu đây? 52 cho em đúng không? 52 cho em, xinh lắm luôn. Mã này chị nào body ôm nhỏ nhỏ này mặc cực kỳ xinh luôn này. 52 cho em này. Chia sẻ lên cho em nhá. 52 cho em 50 này, hai cái này. 52 cho em này. 52 cho em, 52 cho em. Xinh lắm luôn, 52 cho em này. 52 cho em 50 hai cái này. 52 cho em này, 50.000. Hai cái luôn đều 50.000, chất rất đẹp. Trời ơi, chất phê lắm. Lên cho em một cái set này còn sót này. Set này bán chạy đến lúc sau bị còn sót một set. 52 cho em quá chế. Chị nào nhỏ nhỏ xinh xinh mặc cũng đẹp mã này nhá. Chị nào nhỏ nhỏ xinh xinh mặc mã này đẹp, rất đẹp luôn này. 52 cho em, ok 52. Chị Thu Trang mặc vừa, em nghĩ chị Thu Trang mặc vừa đấy. Thu Trang cho cái váy này, mỗi tuần là cái váy này thì nó hơi body một tí. Chị Thu Trang nhá. Đây lên cho em một cái set yếm này. Set này shop. Set này shop cho em, trời ơi em điên lắm mọi người ơi. Cái set này size M cho em, một áo thun cho em và một yếm này. Chất rất đẹp, yếm này ai nhận khách cũng chê luôn. Chất rất là nhẹ nhàng, mồi mặc mùa thu cực kỳ xinh luôn này. Yếm cho em, shop cho em một cặp này 70.000 thôi. Cái mã này mọi người tổng khoảng 48 cân, 47-48 cân mặc cho em set này này. 70.000 cho em một set rất đẹp. Set này em bán phải gọi là siêu siêu chạy luôn ấy. Đẹp mà sao toàn đồ tôi không có vậy trời. Sao nay toàn bán đồ tôi không có vậy trời. Năm mấy đây, 53 cho em đúng không?
53 cho em này. 53 cho em này. Là bao nhiêu nhỉ? 70.000 này. 53 xinh lắm luôn, siêu phẩm luôn đấy các chế. 53 cho em, 53 cho em. Đẹp lắm các chế ơi. 53 nhân tay thì còn nữa các chế. 53 cho em này. Ui đẹp chưa này? Áo này đẹp xuất sắc luôn ấy. 48kg vừa đấy. Hiếu Trương này. Chắc chắn mua giúp em nhá các tình yêu ơi, đừng bom của em mà tội nghiệp cháu nó nhá. Ok 54 cho em này. 100.000 hai cái này, một cái áo len mông tuy của Ngọc này. Đẹp lắm luôn đấy mọi người. Mông tuy chất rất phê, mã này mọi người mặc cực kỳ đẹp luôn này. Và một cái áo như kiểu như thế này, nó có một cái hạt ngọc ở trước như thế này, rất đẹp. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đây, cho hạt ngọc vào trong đây. Có một cái hạt ngọc ở trước như thế này. Đây, len mông tuy cho em đều là hai cái hàng hãng luôn, rất đẹp. Hai cái này mọi người tầm khoảng độ dưới 50. Đây, tay ngọc xinh lắm luôn này. 100.000 hai cái cho em bao nhiêu đấy? 54 cho em, 53 em hết rồi. 54 cho em này, hai cái áo len mông tu ghi dày như thế này. Có 100.000 thôi, đính ngọc rất xinh này. Quá rẻ. Rẻ như cho các chế. 54 cho em này. Ai đây? 54 này. 100.000 cho em. Giảm điều hòa đi anh. 54 cho em này. Ok Hoàng, Hoàng Thị Huyền Trang này. Chắc chắn mua giúp em nha, đừng xả giúp em nha mọi người nha. Không xả, không đổi trả, không xả cho em bởi vì hàng rất đẹp rồi. Xả có một ít thôi. Đây nữa này. Hai cái váy đây còn sót cho em này. Đây là váy len mông togi mọi người nhá. Váy len mông togi mặc rất phê, mặc rất đẹp, cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn. 55.000 một cái thôi. Cái váy len này thêu này, đẹp lắm luôn này. Chất cực kỳ đẹp nhá. Váy len mông togi này mọi người mặc cái váy len này không phải là kiểu của nó thế đâu, mà nó là dáng suông rất đẹp. Mã bao nhiêu đây ạ? Em còn sót mấy cái thôi này. Thêu cho em này. Trời ơi cái váy len này dáng mỏng nhá. Váy len này chất rất mỏng, mặc rất đẹp, len mông togi mỏng mà. Nên bán cho em 55.000 này. Váy này mặc xinh lắm luôn. Mọi người mặc mùa này là vừa đẹp luôn đấy. Trời nắng hanh. 55.000 thôi. Còn có mấy chiếc mọi người ạ? Đây này, còn có 3 chiếc thôi này. Mã 55 đúng không? Dưới 60 cân mà ok nha. 55 cho em này. 55.000 luôn này. Mã 55 cho em 55.000 luôn này. Đẹp lắm luôn các chế. Váy này mông tuy mỏng, mặc rất xinh. Bé còi này. Ai mua váy này thì biết này, mặc nhẹ nhàng mọi người nhá. Em 55.000 luôn. 55.000 luôn. 55.000 luôn các chế. 55.000 luôn cho em. Tâm Anh Shop này. Tâm Anh Shop này. Ok này. 55 của một chiếc nữa cho em này. Chị cái váy ok chị Mai Thu Huyền luôn này. 55 này. 55.000 luôn này. Mai Thu Huyền này. Ok tình yêu ơi. Xong luôn cho em. Đây combo hai cái váy là một trong những combo rất hot này. Cái váy là dáng trễ vai nhẹ, em bán phải gọi là từ mùa đông năm ngoái. Cái mẫu này không bao giờ bị lỗi mốt luôn ý. Đẹp lắm mọi người. Đây váy dáng suông lỗ cho em nhá, mặc mùa thu rất đẹp, mặc kiểu của nó rất là xinh này. Mọi người nhìn cái kiểu này không ạ? Cái cầu vai của nó lên đây này, thành ra nó hình dáng cổ thuyền nên mặc không hề bị béo một tí nào. Và một cái váy như thế này tua du em bán phải gọi là rất là lâu rồi và còn sót lại thôi. Đây tua du cực kỳ xinh, hai cái này vừa bán vừa tặng cho 70.000 hai cái luôn này. Mã này mọi người tầm khoảng độ dưới 50 cân mặc ok cho em nhá. Dưới 50 cân mặc ok cho em. Dưới 50 cân mặc ok cho em bao nhiêu đây? 56 cho em 70.000 hai cái này, váy đẹp quá. 56 cho em 70.000 hai cái này. Cái váy này không chốt hơi phí luôn, 70.000 hai cái váy. 56 cho em 70.000 hai cái váy luôn. 56 cho em 70.000 hai cái váy ạ. 56 cho em 70.000 hai cái váy, đẹp lắm luôn. Tâm Anh Shop này. Ok 70.000 cho em. Ok. Lên cho em nữa chế ơi, lên cho em nữa này. Một cái áo full này em tặng các chế này, một cái bao lâu mấy giờ rồi anh? Một cái ba lỗ cho em. Một cái ba lỗ cho em có sang live stream khác không? Có, chắc chắn là phải sang live stream khác không ạ? Nhưng mà làm gì len vẫn là len lẻ mà. Không phải len ấy đâu. Đúng không? Đúng không? Mấy live mấy chia sẻ rồi. Mọi người xem mấy chia sẻ cho cháu nó rồi nào. Mấy nhỉ? Cái gì? Bao nhiêu? Một mã tặng áo này cho em này. Tặng cho các chế này, chị nào thích mã tặng này comment của em một mã tặng này. Mã tặng áo này rất đẹp luôn. Đấy, mọi người ơi, lại bảo em nào đấy bán hàng cái nào đẹp, cái nào xấu. Cái này đẹp em giữ lại em mặc luôn. Nhưng mà vì các chị, em tặng cho mọi người này nên là nếu chia sẻ lên cho em, chia sẻ lên cho em này. Đưa mấy cọc kia cho em, cọc lẻ nốt cho em. Đưa cả đống cọc lẻ này. Tặng cho cẩn thận đơn, nhầm đơn với ấy nhá. Để riêng ra đi, cái đơn đấy để ra giữa đi. Không nhầm mắt. Cái này mã này comment hộ em tặng này, một mã tặng cho em này, nhớ là chia sẻ lên cho em nhá. Chia sẻ lên cho cháu nó. Trời ơi mọi người phải chia sẻ lên cho em, cái đấy phải để riêng ra nhá. Mã này nhiều không phải để riêng ra. Comment tặng giúp em này. Cái áo dây này mọi người mặc với cái gì cũng đẹp luôn ấy, tặng dây crop top cho em. Comment hộ em tặng 10 lần nhá, mọi người phải chia sẻ cho em. Trời ơi. Toàn đơn một thế này đây này. Nhưng phải bán cái chỗ ấy đi. Đưa hết đây, đưa hết đây. Comment tặng giúp em này, comment tặng group em, comment tặng group em.
cho em mọi người ơi. Ok, tặng Hải Yến đấy. Hải Yến này, Hải Yến gì đấy không biết nữa ạ. Tặng Hải Yến của Avatar màu dài dài ấy ạ. Ok, tặng Hải Yến luôn này. Hải Yến là Hải Yến 2. Ok, tặng Hải Yến 2 cho em này. Ok, chốt tặng chị Hải Yến 2 cho em nha mọi người. Tặng Hải Yến 2 cho em, lên cho em nữa này. Mai đẹp quá. Combo này cũng vừa bán vừa tặng cho này. Váy sơ mi ủ cái này đẹp xuất sắc luôn đấy, hàng hãng luôn đấy mọi người ạ. Đây. Không bao giờ bán hàng vớ vẩn luôn mọi người nhìn này. Đẹp xuất sắc luôn ấy mọi người nhìn này. Hàng new luôn mà đẹp nói chung là em không bao giờ bán hàng vớ vẩn. Mọi người cứ nhìn em nghĩ lại tưởng là em bán vớ vẩn luôn. Cái này còn sót cho em này. Là bao nhiêu ấy nhở? Cái này còn sót cho em, vừa bán vừa tặng cho em cái này 59.000 này. Ai nhanh tay được hàng này em lấy hàng cao cấp luôn này. Mã này mọi người tầm khoảng form, mọi người tầm khoảng độ dưới 55 cân là mặc ok cho em mã này nhá. Dưới 55 cân cho em mặc mã này cho em này. Đẹp xuất sắc bao nhiêu đấy? Tặng Hải Yến rồi, mã 57 đúng không? 57 cho em, 57 cho em này. Bao nhiêu nhỉ? Bán bao tiền đấy nhỉ? 57 59.000 cho em này. Đẹp quá. 59.000 cho em. Hải Yến 4 này. Ok, nhà mình phải đến 10 Hải Yến ấy. Đây. Áo khoác này chị nào chưa vượt thì vượt hộ em nó, với áo này hết sạch bách rồi, không còn một cái nào nữa. Không còn một cái nào nữa, cái này mọi người dưới thì ổn đẹp quá này. Chị nào em này, áo này rất là đẹp. Siêu siêu phẩm luôn ý. Cầm mà nó nặng trịch với nó dày ý mọi người. Đây, nhìn nào em này. Áo này form dáng dài cho em này, còn đúng sót đúng một chiếc. Mà này em bán rất là nhiều lần, như là mọi người đã biết rồi, không có hàng mà bán luôn, cháy hàng luôn. Khách đặt mà còn không có. 95.000 cho em áo này này, siêu chưa. Áo này cực kỳ xinh, mọi người mặc như này cho em nhé. Xinh lắm, trời ơi, mã này mặc với cái gì cũng đẹp mà chất len của nó rất đẹp. 38 cho em này. À 58 cho em này, 95.000 này, còn sót đúng một chiếc duy nhất thôi. 58 cho em, 95.000 còn sót một chiếc duy nhất ạ. 58 cho em, 95.000 này, còn sót một chiếc duy nhất cho em. Ai? Ok này, Mai Nguyễn không giấu cho em này. Quá trời. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nhá các chị ơi. Mai Nguyễn xin số cho em Mai Nguyễn nhá. Mai Nguyễn xin số điện thoại cho em Mai Nguyễn nè. Ủa anh ơi, cái bút em bút đâu rồi? Mang bao nhiêu đây? Mai Nguyễn này. Mang bao nhiêu nhỉ? 58 này. 95.000 cho em. Ok, hết cho em mã này. Đây nữa này. Trời ơi, bút em bút đâu rồi? Đây, lên cho em một cái váy maxi nữa này. Ủa maxi này ai mà nhận được thì chỉ có thích trở lên thôi. Maxi này nó là hàng hãng cho em, siêu phẩm luôn. Cái váy maxi này đẹp cho mọi người. Cái maxi này chất rất đẹp, mọi người nhìn thấy không ạ? Chất rất đẹp này. Đây là cái túi của nó này. Xinh lắm luôn, maxi cực kỳ sang, cực kỳ xinh luôn. Form này mọi người bán cho em, mọi người mặc tầm khoảng độ 55 cân mặc ok nhá. Maxi này cũng vừa bán vừa tặng cho em 50.000 một cái này. Maxi này em giữ lại mặc ha, maxi đẹp quá. Chị nào không lấy em giữ lại mặc luôn ý. Maxi đẹp xuất sắc luôn ý. Mai này bao nhiêu đây nhỏ anh nhỉ? 59 cho em, 59 cho em 50.000 này. Maxi hàng hãng luôn này. Còn sót đúng một cái này, đẹp xuất sắc luôn. Maxi này á, chất cực kỳ phê luôn. Chất đẹp mọi người, cái maxi này chất đẹp luôn ý, chứ không phải chất vớ vẩn đâu mọi người ạ. Đây này, bên trong lót lụa này. Mai bao nhiêu đây, 50 mấy, 58? 59 cho em này. 59 chị Trần Phương cho em, đẹp chị Trần Phương. 50.000 một cái maxi. Chị Lê Thơm ơi, cái gì chị Lê Thơm không vừa hả? Chị Lê Thơm 59 này, chốt ai đây? Trần Phương cho em, anh tìm em bút cái. Em bút ở đây thôi. Trần Phương cho em này. 50.000 thôi. Đúng rồi, em bút đâu nhỉ? 58 này, Mai Nguyễn không có số, chuyển sang Nguyễn Thắng đủ đơn đúng không? Trời ơi, Nguyễn Thắng đủ đơn cho em này. Ok, Nguyễn Thắng đủ đơn cho em. Ok, em cứ lấy cái khác cho em nữa này. Còn cái khác cho em đi, đưa cọc cho em, đưa cọc cho em. Ôi giời ơi. Cút đâu ấy nhỉ? Cút đâu không nhớ, mình cút đâu ấy. Thì cho người chân có luôn. Nào cũng thế. Chị cũng cần đủ đơn, Hiếu Hiền Hiền có hai sản phẩm rồi mà. Nhà em, nhà em hai sản phẩm là đi đơn rồi mà tình yêu ơi. Không chờ, không gồm, không kỳ kèo. Nhà em hai sản phẩm lấy đơn rồi mà tình yêu ơi. Ơi ơi ơi. Áo này còn sót cho em này. À mỗi mẫu còn sót 1 đến 2 cái. Ok. Combo cho em nhé, bởi vì len em còn mỗi mẫu còn sót 1 đến 2 cái thôi này. Combo cho em này. Một cái này cho em này, một áo cho em, áo này rất là đẹp. Và một cái áo này cho em nữa. 100.000 hai cái nữa thôi. Đây. Má này bao nhiêu đây? Áo dạ Lê Thơm ơi, áo dạ nào inbox cho em đi tình yêu ơi. Đây bao nhiêu đây ạ? 100.000 hai cái cho em này. Cái này mặc với chân váy rất đẹp nhá. Mọi người mặc cái quần legging cực kỳ đẹp này, áo xuất hàn này. Một quần legging, một áo này cho em và một cái mã áo này cũng rất đẹp. Hai cái này cực đẹp, 100.000 hai cái cho em này. Hôm nay lên sale rẻ dã man luôn. Bao nhiêu đây anh? 60 cho em, 100.000 hai cái luôn. Rất đẹp. Hai cái len đều là xuất sắc hết.
60 cho em này. Anh ơi, anh bật điều hòa. Cả cho em sau điều hòa không thấy mát nhỉ. 100.000 cho em này. Điều hòa có vấn đề rồi ý. Ok này, ai? Thủy Đức cho em này, đẹp quá. Đây len cho em nhá, vừa bán vừa tặng len cho em này. Mã 61 cho em này, đẹp quá trời. Đây, cái len này ai đã mua nhà em rồi thì biết này. Bình thường một cái len màu nên màu mồn như thế này đã phải bán rất là đắt rồi. Đây hai cái này nữa cho em này. Một len một áo này cho em 101 này. Áo này thì quá hot rồi. Hôm nay chị nào chưa vượt được cái này vượt cho em này. Riêng một cái áo này bán rồi. 101 cho em hai cái này, một cái áo len, một cái áo di lê len này ở đây này, chất quá đẹp luôn. Và một cái len màu này, eo cái len màu này em phải bán được mấy trăm cái rồi. Chị nào mua hàng nhà em thì biết này. Đây, cái này chốt cho em cái áo này hot kinh. Một cái màu này mọi người nhớ không? Cái màu này nó giống như cái màu xanh lá cây không? 61 cho em này, một cái trăm, hai cái 101 luôn, nhưng hai cái rất đẹp. 61 cho em, 261 cho em này. 61 cho em này. 101 này. Trời ơi, mọi người mua nhanh tay không á, bây giờ không còn đâu ý. Ok, Tâm Anh Shop này. Bao tiền 100 à? 101. Ok. Chốt cho em tiếp cho em cái này. Là một cái váy á. Một cái váy này đẹp thế mà ai chốt xong bông của em đây. Cái váy xả cho em 80.000 đi ạ. Eo ơi, thực sự này. Đẹp lắm luôn đấy mọi người. Cái váy này ai mà mua thì gọi là quá đẹp luôn. Mặc với cả đi với bốt đôi bốt ngắn cổ ấy, chất rất đẹp. Má lại 80.000 cho em này. Cái này còn mùi màu nâu thôi. À em bán được phải bao nhiêu cái này rồi mà cũng bán được nhiều mà. Chẳng hiểu sao còn sót 1-2 cái ở đây thôi ấy. 1-2 cái cho em này, 80.000 cho em. Đưa cho em cái đơn cho cọc hè cho đi, 80.000 cho em này. Giày dã man luôn. Bao nhiêu đây? Cho em quần bò ấy, quần bò nữa. Bao nhiêu đây anh? 62 cho em này. 80.000 thôi. Ừ, à, mua len đấy là không phải riêng một cái len rồi đúng không nào Lê Thị Hà? Riêng một cái len đã là 85 rồi đấy, mọi người mua mọi người biết không à? Riêng một cái len này mã 62 đúng không? 62 cho em này. Sam à? Sam đúng không? Ừ. Ok. 85 à? 80 đây, lên quần bò cho em này, quần bò còn sót này. Theo mọi người phải hiểu là em bán hàng đau khổ nhất là mỗi cái còn sót một ít, sót một ít, sót một ít, thành ra bây giờ rất là khổ luôn, bán hàng cực kỳ mệt mỏi, cả ngày hôm nay chỉ bán mẫu lẻ. Cả ngày hôm nay chỉ bán mẫu lẻ không thể lên được bởi vì quá là mệt mỏi luôn này. Cái quần này mọi người comment của em nhá. Quần này em còn sót rồi này, xả cho em 35.000 này, lỗ luôn này. 35.000 một cái cho em, dưới 50 cân mặc ok cho em này. Còn sót size ý mọi người, dưới 50 cân mặc ok cho em bao nhiêu đấy? Trông Quỳnh có vẻ mệt mỏi vì em ức lắm ý mọi người ơi, ức lắm bởi vì sao? Bởi vì là toàn đơn một thôi. Còn cái một thôi, toàn là kiểu như mọi người mua hàng rồi không có ý thức, thành ra là rất khổ em nhá. Đã bom hàng đã đành rồi, mọi người đã bom hàng đã đành rồi. Nhưng như thế này tại sao lại bảo em rất là khó chịu luôn ý. Tại sao mọi người bom hàng mà em khó chịu cực kỳ? Bởi vì sao? Bởi vì là ví dụ như cả một cọc này, cả một cái dây như này thì không sao này. Nhưng mà ví dụ như em bán 10 cái mọi người chọn một cái xong mọi người đi ra, 10 cái mọi người chọn một cái mọi người xả, 10 cái đấy, cứ mỗi mẫu là 10 cái mà thành ra là mỗi mẫu tồn lại một cái, mỗi mẫu tồn lại một cái, lúc sau bán cực kỳ khổ sở luôn. 63 cho em này, 35.000 quần bò thì khỏi phải nói luôn ạ. Phạm Hương có hàng này, Phạm Hương cho em này. 63 thu nhà cho em này. Bao nhiêu này? 35.000 ạ. Mã 63 chị Nguyễn Hương có hàng này. 35.000 cho em này. Ok, 63 chốt tiếp cho em một người nữa này, đẹp lắm luôn ạ. 63 này, Winnie Sunny này. 35.000 này. 50 cân mặc ok đấy, 63 Winnie Honey này, lên cho em mã tiếp này. Đây này. Đây là còn sót cho em này, cọc này còn sót này, thích lắm luôn ấy mọi người. Đây này, khách lấy này. Điên kinh người ấy, cái váy len này thì cái váy theo này ai đã nhận mua hàng của em rồi thì biết này. Trời ơi. Đây. Quá hot hit luôn, không phải là hot hit vừa nhá mọi người, cái váy nâu và mũ này này ai nhận cũng thích luôn ấy. Quá hot hit nè. Trời ơi. Cái váy này chất thích lắm, cái mũ của nó là không nói nhá, nhưng cái váy này chất rất phê này. Mọi người mặc nhá, nó là form dáng rộng, mặc đi làm, mặc đi dậy, mặc đi đâu rất được này. Một váy này cho em với cả một cái váy này nữa. Chị nào mua nhanh tay này, ôi Thảo Nguyễn này. Chị nào mua nhanh tay còn được tặng kèm một đôi khuyên tai cho em nhá. Cô mua này 100.000 cho em tặng kèm khuyên tai này. Đẹp lắm luôn này, cái váy hoa thêu này. Đẹp xuất sắc, cái váy này hở lưng cho em, mọi người mùa đông mọi người mặc khoác cho em nhá. Rất đẹp luôn này. 64 nhanh tay cho em này, 64 nhanh tay cho em hai cái 100 tặng kèm khuyên tai cho em nhá. 64 cho em, trời ơi, tại sao cuộc đời em lại gặp nhiều những cái bạn mà bom hàng thế cơ chứ lại. Mình thì rõ là bán rõ là có tâm. 64 cho em. 64 cho em nhỉ. Được tặng kèm khuyên tai này, ok. Thu Trang, chị Thu Trang vừa luôn. Mỗi tuổi cái váy nó là hở lưng nhá, nhưng mà đẹp lắm. Thu Trang cho em, mọi người mặc mùa đông mùa người khoác trong cardigan ở ngoài. 100.000 được tặng kèm khuyên tai nhá. Hết cho em này, lỗ luôn đấy chứ.
điên lắm đây này, toàn khách chốt xong rồi ấy luôn này. Ồ, Trần Thanh, Trần Theo gì đây. Mã này thì hot từ lâu rồi, nó phải hết từ lâu rồi này. Một cái áo nhung cho em này, một cái áo nhung cho em nhá. Áo áo này gọi là áo dây nhung này, mọi người cứ mua ở ngoài. Một cái áo dây nhung này cũng phải tầm 150.000 cho em rồi. Một dây nhung này, cái áo này thì mọi người mặc ngoài cái áo cho em hoặc mặc bên trong cũng được, rất đẹp. Đây em mặc cho mọi người kiểu này rất đẹp luôn, em mặc thử cho mọi người luôn này. Hôm nay mới có thời gian đấy. Đây. Kiểu này thì mọi người mặc thì phê luôn, quên sầu luôn chứ không phải là có sầu luôn đấy. Đây. Mặc cho em như này nhá, chẳng qua là em đang mặc cái áo nó không được gầy lắm này. Đây mọi người nhìn không? Rất đẹp luôn này, đây mọi người nhìn không? Em mà là hơi bị rộng một tí, em 56 cân rồi nên là mặc sẽ không được đẹp nữa. Mọi người mặc tầm khoảng đây đẹp chưa? Nhìn này. Ví dụ nhá, mà mọi người mặc cái áo lưới bi như này, mọi người mặc bên trong cái áo dây màu đen rất sang luôn, cực kỳ sang. Mặc combo này luôn là một cái bi đen như thế này và một cái áo dây, mọi người mặc ngoài như này cũng đẹp nhá. Mặc ngoài hay mặc trong đều đẹp, nhưng khuyến cáo nếu như mọi người mặc những cái áo dây mỏng như em thì mặc bên trong xong áo bi ở ngoài. Đó. Trời ơi. Thu Trang này, chị Thu Trang ở gì đây? Chị Thu Trang ơi. 64 chị Thu Trang còn lấy không? Hay là Tâm Anh Shop lại không lấy 64 là sao? Phải. Tâm Anh Shop có 64 nhưng bảo là thôi. Đây. Ôi từ em xem. Mặc ngược cái áo ở đâu đây? Cái combo này quá xuất sắc. Là cái màu này màu nâu này, màu ngoài là màu nâu ấy. Cực kỳ tây luôn. Em bảo người mà em mặc có những đợt em mặc những cái áo như này á, có những chị á còn chỉ bảo em là Quỳnh ơi có những cái áo như này không để cho chị với. Nhau thế mà con này nữ mà mẹ nó đặt xong nó không lấy đây. Khách với khứa như một cái đồ bìu ý, ức lắm. Thế luôn, các chị thông cảm cho em chửi những con bom hàng này, xinh không? Đây mọi người mặc set này cho em này. Cực kỳ xinh luôn, cực kỳ sang chảnh luôn này. Cái set này mọi người mặc với chân váy cho em đẹp. Quá đẹp luôn. Rồi mấy này bao nhiêu đây? Combo này, hai cái cho em, một cái này nữa này. Vừa bán tặng cho em 100.000, 3 cái luôn nhá. Rất đẹp này. Áo này hàng hãng của em ấy chứ mọi người, 100.000 3 cái cho em này. Đây mọi người nhìn không? Cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ đẹp. Mã này 100.000 3 cái cho em, 100.000 3 cái cho em nhá. Bao nhiêu đây? 100.000 3 cái này. Mã nào của ai đây? Đẹp quá. Áo này thì thôi khỏi phải đẹp luôn này. Bi này, xuất sắc, em mượn của các chế nhá. Thì nữa trả cho chế luôn nhá. Áo bi đẹp quá, mượn của chế nhá. Mặc xong tự nhiên thấy mình sang hẳn người ra ấy. Mỗi tụi em béo, em mà gầy gầy mặc xinh cực kỳ luôn này. Bi chốt bi cho em này. Bi này. 36 ấy đấy, đẹp quá. 65 cho em này, cả áo nữa này. 65 cho em 100.000 ba cái, quá đẹp luôn. Mã 65 cho em, 65 cho em 100.000 ba cái này. 100.000 cho em mượn áo bi nhá. Thì nữa em trả áo bi. Bi đẹp quá. Bi này siêu phẩm luôn đấy, mọi người nhìn bi này, mặc thích cực kỳ luôn. 65 cho em, ok, 65 chốt cho em này. Phạm Hương có hàng này. 65 chị Phạm Hương cho em, chị nào mặc gầy gầy nhỏ nhỏ còn xinh nữa, Phạm Hương cho em mượn gáo của chị Thế nhá. Sau em sẽ trả cho Thế luôn. Đây này, combo này cũng vừa bán luôn. Ơ, cái này còn sót này. Đây là cái gì đây? Chị Thu Trang có lấy 64 không vậy? Chị Thu Trang có lấy 64 không, để cho người khác của em nhớ, tình yêu ơi. Cái này là hai cái màu vàng, combo hai màu vàng cho em luôn này. Một cái này là cái váy sao, váy nỉ cho em này. Váy nỉ vàng cho em này, cái váy nỉ như này. Đấy mọi người nhìn không ạ, đây em mặc cho mọi người xem luôn nhá. Cái váy nỉ vàng size M nhưng nó là dáng rộng này. Đó, mọi người mặc kết hợp với cả áo vi này cũng rất xinh nhá. Áo vi này gần như mặc với cái gì cũng xinh này. Combo một váy nỉ cho em và một áo vàng này. Cái này cũng vừa bán luôn tặng này. Cái này cũng là form áo, đẹp quá, áo này đẹp quá này. Nhìn của em này, áo đẹp xuất sắc luôn. Áo này Trang thích không này. Đây mã này chốt cho em hai cái, vừa bán luôn tặng cho em 60.000 hai cái luôn này. 60.000 hai cái cho em luôn này. Riêng một cái áo nỉ mọi người mua đó là giá 60.000 rồi, còn cái váy nỉ nữa này. Rất đẹp luôn, của em buồn ngủ anh ơi. Mã bao nhiêu đây? 66 cho em, 66 cho em này, 60.000 luôn. 66 cho em 60.000 luôn này. Đẹp quá. 66 cho em này. 60.000 luôn các chế. 66 cho em, nếu mà 64 mà chị Thu Trang không lấy cho chị vịt bầu. Ok ok ok, chị 64, ok tình yêu, 64 để cho chị vịt bầu này. 64 vịt bầu cho em này, đẹp quá. Ok, mã 66 thu đỗ có hàng ạ. 60.000 này, thu đỗ có hàng cho em. Đây lên cho em tiếp này. Đẹp xuất sắc, một cái len cổ thuyền hàng cao cấp luôn. Một áo này cho em này, combo cũng hai cái 100.000 cho em này, đẹp quá trời. Đây mọi người nhìn không ạ, một cái áo này cho em này, len mông togi chất rất đẹp nhá, màu cực kỳ tây này. Một cái này cho em, một cái áo len cổ thuyền cho em này. Một cái này, một cái len cổ thuyền cho em này, 60 mấy nhỉ? 67 cho em, 67 cho em, 67 cho em nhỉ? 67 cho em là 100.000 hai cái. Đẹp quá, cái len cổ thuyền này em khỏi giới thiệu, chất rất đẹp này. Một cái áo rất tây, quá đẹp luôn, combo vừa nó tặng luôn. 100.000 hai cái cho em, bao nhiêu đấy? 67, 100.000 hai cái cho em quá chế. 67 này, 100.000 cho em, đẹp quá. Nam Bảo đúng không? Nam Bảo nhận được hàng chứ nhỉ? Nam Bảo nhận được hàng chứ, Nam Bảo ơi. Ôi, quá. Đây tiếp thêm nữa này.
Ôi dồi ôi, toàn cái xinh thôi mà khách nữa lòng đào bao hàng của em. Đây, một cái áo dây đen cho em này, một áo dây đen cho em này, rất đẹp này, một áo dây đen nhũ này. Và một cái gì đây, trời ơi, combo này cho em. Vừa bán vừa tặng cho em combo này 100.000 ba cái luôn này, một áo tim này rất đẹp này. Một áo tim cho em, một áo dây đen và một cái váy này. Eo ơi, combo này đẹp lắm, ai mà nhận combo này á, xuất sắc luôn. Cái váy này chất rất đẹp. Cái váy này mọi người tầm khoảng dưới 55 cân mặc ok cho em. Nam bảo với số điện thoại cho em 100.000 ba cái này. Toàn combo đẹp thôi. Mọi người bỏ qua thì quá là tiếc luôn, mã 68 cho em này. Combo đẹp lắm luôn mọi người. 68 đúng là vừa bán vừa tặng nó chế luôn đấy. Đẹp xuất sắc. Đẹp quá. 68 cho em 100.000 ba cái luôn này. Ok. 68 này. 100.000 ba cái cho em luôn. 68 cho 100.000 ba cái này. Lữ Thị Hậu này. Một combo cũng đi nhá. Lữ Thị Hậu combo nhà em một combo 100.000 cũng đi nhá mọi người nhá. Lấy hết cho em này. Đây. Lữ Thị Hậu xin số loại này, chắc chắn nên mua hàng hãy chốt cho em nhá. Đây cái này nữa này. Cái này chốt cho em nữa này là một cái váy này. Cái này là váy hoa trễ vai này rất là xinh này. Hôm nay xả cho em 35.000 một cái này. Đẹp lắm. Trời, váy hoa cho em này dành những chị nào thích kiểu bánh bèo ấy mọi người. Cái váy là váy dáng váy suông hoa nhá mọi người, mặc bên trong quần sóc cho em này. 35.000 cho em này. 35.000 cho em, mai có làm nhá. Mai Quỳnh mấy giờ làm đấy? 35.000 cho em này. Mai bao nhiêu đấy? 69 cho em, mai sang gặp hàng này. 69 cho em này. 69 cho em. Minh Hằng ơi, chẳng chốt bao giờ cũng chẳng được xem, chẳng bao giờ được chốt. Trời ơi, khổ thân em, hôm nay em cũng vắng khách lắm rồi đấy các chế. Hôm nay là gọi là em buồn ngủ, em lít từ 8 giờ mà em buồn ngủ kinh khủng luôn. Mã 69 cho em. 69 cho em này, 35.000 cho em này, còn 2 chiếc này. Mã này bán bao nhiêu đây? Trời ơi, chiếc này còn bán. Rất đẹp này, mã này bán cho em bao nhiêu tiền này? Mã này bao nhiêu? Hiền 69. 35.000 chốt cho ai đây? Hiền Hiền đúng không? 69 này, còn một chiếc cuối cùng này. Ai? Nguyễn Hương cho em này. Đẹp quá luôn đây. Chiều mai mới làm được. Lên tiếp combo cho em này. Lên tiếp combo cho em này. Thế đi chiều mai sang. Lên tiếp combo cho em này. Lữ Thị Hậu xin số điện thoại Lữ Thị Hậu cho em nhá. Đây nữa này. Ủi áo đẹp quá. Đây một ủi áo này là gọi là siêu phẩm luôn này. Ai mà đã mua áo này của em lúc đầu rồi thì biết này. Chất phê luôn. Chất quá đẹp luôn này. Đẹp xuất sắc chưa. Một áo này tay lỡ cho em này. Hai áo này 100.000 cho em này. Một cái áo gọi là áo len, áo len dáng gọi áo len trễ vai này, một áo len trễ vai cho em và một áo trắng cho em. Hai cái này không mua hơi phí, len nhung nhá. Cái áo trắng này len nhung chất rất đẹp này. 100.000 hai cái cho em này. 100.000 hai cái cho em này, bao nhiêu đấy? Buồn ngủ quá. Bao nhiêu đấy? 70 cho em này. Áo này đẹp quá nhỏ, thôi chẳng bán nữa. Áo này mặc đẹp nhờ, thề luôn, mặc nhìn cảm giác mình nó không bị. Bao nhiêu đấy? 70 Nam Bảo, đẹp quá. Áo này chất nhung rất đẹp luôn, 100.000 này. Khách nhà em nhận len gần như lại bảo là len nhà em chất đẹp. Chỉ khen len thôi. Nhận len xong chỉ ung len thôi mà khen là len nhà em chất đẹp dã man. Len cho em cái này nữa, trời ơi cái này còn sót của em nè. Còn sót cho em một cái áo trắng và một cái váy suông như này. 29.000 cho em. 29.000 cho em một cái váy đen này, siêu phẩm váy đen nỉ nha mọi người, rất đẹp luôn. Mã này mọi người mặc cực kỳ xinh, váy đen nỉ mỏng nhá. Nỉ mỏng ạ, mỏng mọi người nhá, mặc cực kỳ xinh này. Trời ơi, mặc mỏng cho em nha. 29.000. Bao nhiêu là chia sẻ rồi anh ơi? Mọi người nhớ em là chia sẻ livestream cho em nhá. Mã này lên 400 chia sẻ chốt cho em này. 29.000 này, cái váy nỉ mỏng này rất đẹp. Nỉ mỏng này rất đẹp cho em, không ship quần tất cho em mà thu siêu mai thì nhiêu ơi, có để đây nhưng mà toàn quên đơn này. Mã bao nhiêu đấy? 29 này. Chị Thu Trang vừa đấy. Đùa ông này. Bảo là chia sẻ livestream lên 400 lượt xem nha các chế. Ôi đây là cái áo đẹp hot đấy. Hai cái này cũng vừa bán vừa tặng cho em này. Trời ơi cái áo này đẹp lắm này. Cổ nơ cho em này. Một cái cổ nơ tay đá cho em này. Hai cái 100.000 cho em luôn nhá. Hai cái 100.000 cho em này. Mọi người mặc form nhỏ nhỏ, chị nào mặc nhỏ nhỏ xinh xinh cực kỳ đẹp luôn này. Hai cái này có em 100.000 hai cái cho em rồi. Chất rất đẹp này. 100.000 hai cái cho em nhá. Đây 100.000 hai cái cho em luôn này. Cái này 100.000. Riêng cái áo này mọi người mua ở ngoài thôi đã phải tầm khoảng 150 rồi. Cái áo đen này thì độ em cái tay này xịn sò lắm luôn. 100.000 hai cái cho em, combo này rất đẹp này. 100.000 hai cái cho em này. Bao nhiêu đấy? Anh đưa cho em một cái áo đỏ như là của ai xả đây? Áo đỏ ấy. 72 này. Hải Yến 4 cho em này. Anh đưa một em cái áo đỏ với Hải Yến 4 cho em này. Đây. Là 100.000 này. Áo đỏ kia rồi, xong rồi túi cho kéo khoác ấy. Còn một cái dạ vàng này, mẹ con này. Ước thật đây, con này là cái con mà rất là ức chế này. Trời ơi, cái áo này có bán được lời lãi bao nhiêu đâu hả mọi người ơi. Mà em ức lắm ấy. Đây này. Cái áo này cho em này. Eo ơi, thực sự đấy, là quá là ức chế luôn này. Một cái dạ vàng khách lấy xong không chốt này. Mà đây nha, em mặc cho mọi người xem cái dạ vàng này. Mặc với cái áo bi này cũng rất là xinh nhá mọi người.
buồn ngủ quá trời ơi. Ship đến kia không có tiền đấy. Ừ, ship đến xong rồi bảo là em ơi nhưng mà con dai nhá, con dai nhưng mà rất là hãm luôn. Người ta bảo là ừ thôi đàn bà mình thì thôi, lắm mồm đàn bà mình thì thôi, ừ thì mình tự nhận đi. Chứ mình cũng chả phải ấy gì cả. Ừ thôi đàn bà mình thì thôi, đằng này con dai. Em ơi nhưng nếu anh không có tiền thì làm sao? Chẳng hiểu sao anh không có tiền thì làm sao mà mua cho vợ hay là mua cho bạn gì đấy. Mà bạn chắc nhờ anh ơi em không có tiền làm sao, xong lúc sau mình nói thì lại chặn Facebook thôi, mình cũng chả ấy làm gì đây. Á là một người mặc cực kỳ xinh này, mặc với cái bi như em thôi đã thấy đẹp rồi nhá. Chưa nói gì mọi người mặc với len này đẹp chưa? Xinh sang dã man luôn. Cái này còn chốt cho em 73 này, đúng một cái. Cà phê không anh trai? Bao nhiêu đây? Xinh lắm luôn này. Mặc cái này mà đi Sapa chụp ảnh thì phê lòi luôn. Mỗi tội là hôm trước có lúc em đi Sapa thì cái áo này không về, hết sạch kho cháy không còn một cái nào. Không tìm được cái áo nào, bây giờ chả nhẽ gửi hết cho khách rồi, chả nhẽ lại bảo là khách ơi cho em mượn áo à, đúng không? Chả nhẽ bảo khách ơi cho em mượn áo này, áo này thì quá đẹp rồi, không phải nói, mặc cực kỳ xinh này. Đó. 73 cho em, 73 cho em này. 73 cho em còn đúng một phong một chiếc này. Ok 73 cho em này Nhi. 73 chị Nguyễn Hương cho em này. Ai? 73 chị Nguyễn Hương cho em này. Má này mặc rất xinh nhá. 73 cho em này. Ok này Nguyễn Hương, Melanie Lê ơi, ok Nguyễn Hương này. Để ngày kia được không? 155.000 cho em này. Đó, anh nhận ra là không còn cái nào nữa. Đây, tôi tiếp cọc len cho em đây. Một cái mã nữa này đây mọi người nha. Em mặc cho mọi người xem. Ai anh lên thì của em cái gì lên đi. Gile này, ừ, kiểu như này này. Đây đẹp chưa mọi người, màu vàng này. Đây mọi người nhìn không, mặc siêu phẩm luôn, hết sạch luôn. Đây, đây mọi người nhá, mặc hộ em này. Gile mọi người cứ mặc như này cho em. Mọi người tìm một cho em một cái áo len màu đen ở bên trong, mặc một cái áo len cao cổ như này, xinh không? Trời ơi nhìn này, gile này, đẹp xuất sắc. Đây là em mặc cái bi thì không đẹp, chứ mọi người mặc cái len mỏng ở bên trong này, mặc gile này cực kỳ xinh luôn này. Gile cho em 50.000 này. Gile cho em còn sót một đúng một màu vàng thôi, 50.000 cho em rất đẹp này. Gile cho em 50.000 này, áo này của tôi chưa thấy nha. Ok bay lớp bay chắc đơn sau của chế đấy. Mã 74 cho em gile 50.000 này. 74 cho em gile 50.000 cực kỳ xinh. Cái này mình nhận ỏi rất đẹp, vận xinh dã man chuẩn luôn này. Có nỉ không, lấy cho em có nỉ nhá. Lấy hết cọc cho em ra đây. Một ít cọc không. 74 này. Ok 74 chốt cho em chị Minh Hằng này. Minh Hằng được nhá, 74 này. 74 cho em này, Minh Hằng này 50.000 nhá. 50.000 cho em này. 74 rất đẹp. 74 em hết rồi ạ. 74 em hết rồi. 74 em hết rồi, lên một cái khoác cho em này. Ủa khoác này thấy khách mặc đẹp dã man luôn. Đây. Khoác này cho em rất là xinh luôn mọi người nha. Khoác này form dáng rộng cho em này. Cúc cài là cúc cài của nó cũng rất là đẹp này. Cúc cài này. 95.000 cho em. Cái này còn sót một cái 95.000 cho em này. Đẹp xuất sắc luôn này. Bao nhiêu đấy? 75. Mã 75 cho em này. 75 cho em này. 75 cho em này. 75 cho em này, mã này 95.000 này. Rất là dày, áo khoác này thôi khỏi phải nói luôn. Đẹp lắm mọi người. Đó, áo này rất đẹp này, mũ của nó cũng rất là xinh này. 74 tiền 50.000 à? Ừ, mã 75 cho em này, 95.000 này. Minh Hằng in số điện thoại cho em này. Mã 75 cho em này. 75 mù tạt. 75 mù tạt này, cái này còn đang rộng quá này. 75 mù tạt cho em này, cái này phải úp vào túi này chứ không to quá. 75 mù tạt cho em này đẹp quá. 95.000 cho em này. 75 mù tạt cho em toàn áo đẹp không mọi người. 75 mù tạt cho em này. 75 mù tạt cho em này. 95.000 cho em. Ok các chế. 75 mù tạt hết cho em á này. 75 này đẹp quá, này đẹp quá. Mù tạt xin lại số đi. À thì bắt đầu. Đưa một cái áo màu đồng đi anh, màu đồng đi nữa đi. Chị ơi mai lít nữa không? Ngọc Mai ơi, chưa biết được mai, chưa để xem chưa triệu mai. Đây không này. Không cái màu đồng này, màu đồng này lên màu hot luôn này. Cái này thì lên đúng là màu hot luôn này. 50.000 cho em màu này, đẹp lắm luôn này. Riêng cái màu này các chế khỏi phải nghĩ, cái này của nó là cái len len khác thôi, mọi người mua mặc thoải mái luôn. Để cho mình áo ren đang mặc nhé, vịt tua hay áo ren đang mặc. Em xem rộng thế nào, mù tạt bao cân, khoảng bao cân là biết ngay. Bao nhiêu cân à? Mã 75 để cho người khác đi anh, mù tạt bảo thì rộng thì để cho người khác. 75 nhiều người chốt lắm luôn này, 75 này. 75 này, Nhi Minh Kỳ này. Nhi Minh Kỳ này, mã này mặc cực kỳ xinh nhá. Ok, mã form rộng nhá, form dáng rộng em nói luôn mà các chế ơi, màu đồng này. Hôm nay duy nhất ngày hôm nay cho em nhé, bởi vì mã màu đồng này cực kỳ xinh luôn này, nhìn của em này, chất len màu đồng rất đẹp. Mọi người mặc bộ em bên trong sơ mi hoặc mặc bên trong áo len mỏng cho em, siêu phẩm luôn. Vừa bán vừa tặng cho em, mã này bán 49.000 cho em này, giảm tiếp này. Mã này cực kỳ xinh, 49.000 thôi nhá. Mã 76 cho em này đẹp chưa? Trời ơi, màu này đẹp quá đẹp luôn này mọi người nhìn không? Mặc bên trong cho em màu len, áo len ý, cực kỳ xinh luôn này, đây mọi người nhìn không? Xinh dã man, mọi người mặc bên trong áo sơ mi còn đẹp nữa. Em mặc cái áo bi này là nhìn nó không được đẹp, mọi người mặc bên trong áo sơ mi đẹp lắm luôn mà chất của nó rất phê. Mang bao nhiêu đây? Mang bao nhiêu đây? 76 này, 76 cho em này. Như Quỳnh có hàng này, Như Quỳnh ở Sóc Sơn đấy. Phú Xuyên đúng không? Như Quỳnh VBC cho em nhé. Nữ Thi Hậu có hàng 76. Màu đẹp lắm luôn ấy. 49.000 cho em này.
đẹp lắm, màu này siêu phẩm luôn, màu nâu đất rất đẹp, 76 cho em, 49.000 thôi, len đẹp luôn, Lữ Thi Hậu này. Lữ Thi Hậu cho em này, ok này, 76 cho em này, 49.000 này, chốt cho em Như Quỳnh Phú Xuyên này, PX này, ok, 76 này, Nguyễn Hương này, đẹp lắm luôn mọi người, Nguyễn Hương cho em này, 49.000 này, nhanh tay cho em, mã này cũng gần hết rồi mọi người nhá, mã này gần hết rồi, còn đúng một ít này thôi, đấy, còn đúng một ít thôi, đẹp xuất sắc luôn, ba mấy giờ rồi anh? Đẹp chưa mọi người? Mã này mà không đẹp không lấy tiền cứ chế luôn. Ừ, 75 để cho mù tạt nhá. Ok, 75 để cho mù tạt này. Em sợ là chị không vừa thôi. Mù tạt này, ok, 76 chốt cho em. Nhanh tay, chốt cho em 76 này. Còn áo dạ nào không Minh Hằng? Dạ thì nhiều lắm Minh Hằng ơi. 76 Thiện Quyên có hàng này, chất len này rất đẹp này. Thiện Quyên cho em này, 49.000 này, ok. 76 này, không chốt đơn mới đâu tình yêu ơi. 49.000 này. Em lười chốt đơn mới lắm mọi người ạ. 76 thì em cũng đang gần chuẩn bị nghỉ rồi ấy. 76 chốt cho em, chắc chắn mua hàng, chốt cho em hoặc là chị nào mà Hồng Thái chốt hàng 76 này. Hồng Thái này, chị Vũ Châu Lê nữa à? 76 Vũ Châu Lê này. 49.000 này, ok, 76 chốt Trần Thảo này. Trần Thảo cho em này. 49.000 cho em này. 76 này. Hoàng Oanh à, đẹp quá. 49.000 này, màu này quá tây, 76 còn một chiếc nữa, chả nhẽ giúp em mặc màu này tây quá. Màu còn một chiếc cuối cùng này, 76 còn một chiếc cuối cùng cho em này. Đẹp quá. 76 còn một đúng một chiếc cuối cùng, siêu xinh luôn mà có 49.000. Rất đẹp, 76 chốt cho em. Ok, 76 chốt Hoa Tiên cho em nhá. Hoa Tiên này, đơn mới luôn này. Hôm nay lửa chốt đơn mới lắm luôn đấy mọi người, Hoa Tiên cho em này. 49.000 cho em. Chết cho em mã này nha, 76 hết cho em luôn. Trần Thái xin số cho em luôn này. Quá, Hồng Thái cho em này. Đây, lên tiếp theo combo này cũng vừa bán vừa tặng 3 cái luôn. 3 cái luôn. 100.000 3 cái luôn, hiếm hiếm lắm mới bán cái này đấy. Thì cái này là cái áo dây này hay sao này. 76 hết rồi mọi người ơi. Kiếm vài cái len rộng nữa, ok, mù tạt mọi người nhá. Đây một cái áo phông trắng cho em này. Một cái áo sơ mi này, cái áo sơ mi này mặc đây, em mặc cho mọi người xem. Ôi, áo sơ mi này mặc với áo ấy thì gọi là chuẩn không cần chỉnh luôn. Đây, em mặc cho mọi người xem. Một cái áo sơ mi này rất đẹp. Một áo sơ mi cho em hôm trước chị nào hỏi đây. Một áo sơ mi cho em combo 100.000 ba cái, một cái váy nữa này. Nhanh tay thì còn. Hoa Tiên số cho em này, combo này 100.000 ba cái váy xanh em nói thật mọi người mặc phê cực kỳ luôn, phê đừng hỏi luôn. Đây. Rất là đẹp luôn này. Mọi người nhớ ô em nhá. Đây rất là đẹp luôn, 100.000 ba cái cho em luôn. Bao nhiêu đây anh? Đẹp xuất sắc chưa? 100.000 ba cái cho em luôn này. 77 cho em 100.000 ba cái luôn. Combo này rất hot. 77 cho em, ôi em buồn ngủ quá. Mấy giờ rồi anh? 77 cho em này, ok, Yến dồn đơn này, chắc chắn mua hàng ấy, chốt cho em. Em không chốt, ok, 77 chốt cho em Dung Jenny này, đẹp lắm luôn này. Ừ, không chốt đơn mới, Thủy Phạm ơi, có nhìn thấy nhá, đơn mới vào không mua được thì tiếc lắm ạ. Ok, thì chốt đơn mới này, hôm nay vui lắm luôn đấy, 77 chốt Dung Jenny này. 77 100.000 ba cái luôn này. Quá rẻ luôn đấy mọi người ơi, Dung Jenny cho em này. Em thật mừng luôn. Ai? Hoa Tiên lên số điện thoại, Hoa Tiên cho em này. Ok, lên cho em cả phát cả các thù nhóc. Cái này là cái gì đây? Cái này là mẫu cho em này, cái cả ấy nữa này, mọi người cứ combo cho em nhóc cho nó dễ. Áo đẹp quá. Áo này chắc rất đẹp luôn này, ai mà đã mua áo này thì biết này. 100.000 hai cái cho em này, một cái áo này áo nhung nhá, mặc cực kỳ đẹp luôn, chất len nhung này. Mặc rất đẹp, áo này em không mặc cho mọi người đâu, nhìn của em này. 100.000 hai cái cho em nhá, một áo này, một áo xám này, đúng là vừa bán vừa tặng thật sự luôn đây mọi người, nhìn của em này. Cái áo xám này thì khỏi phải nói luôn, chị nào nhận được thì chỉ có ưng trở lên thôi. Áo ghi lê xám này, chất rất đẹp, 100.000 hai cái cho em, mọi người em mặc này. Mọi người mặc sơ mi bên trong cho em thì khỏi phải nói luôn, 100.000 hai cái cho em. Nhanh tay thì còn cho em này, 100.000 hai cái bao nhiêu đây? Bao nhiêu đấy? Chị Yến Yến ơi, bởi vì Dung Jenny comment trước có 78 cho em, Lữ Thi Hậu có hàng này, 100.000 hai cái này. Ờ cho Hồng Thái cho em đủ đơn, tình yêu cố gắng thông cảm cho em nhé, Hồng Thái cho em này. Combo cho em toàn mã đẹp thôi, 100.000 hai cái cho em. Combo đẹp quá luôn đây. Một lên một cái combo này hot cho em luôn này, đẹp xuất sắc, một cái áo ngọc cho em này. Trời ơi, ngọc đính này, một cái váy ngọc đính cho em này, đẹp chưa mọi người? Một cái váy ngọc đính cho em siêu phẩm luôn. Một váy ngọc đính cho em và một cái đây, áo này đây. Đẹp quá trời, hai cái đều đẹp luôn ý. Đây. Combo cho em một cái áo màu này, này. Mùi nhìn không? Chất đẹp, siêu đẹp luôn này. Siêu phẩm tay này, nhìn đẹp xuất sắc luôn. Combo này hai cái 120.000 cho em, nhanh tay thì còn. Cái váy đính ngọc này mọi người nhá, đính nó đính hẳn vào đây luôn mọi người, không sợ nhỉ. 79 cho em này. Mã này mọi người mặc form rộng nhỏ nhỏ xinh xinh mặc đẹp luôn này, đẹp quá trời. Cái váy này co giãn thoải mái nhá, không phải nhỏ xinh đâu.
79 cho em này. Hai cái này, một cái váy hồng ngọc này, rất đẹp luôn. Đính hẳn ngọc vào đấy nhá, một cái áo xám 79 này. Ok, nhanh tay thì còn 79 chốt cho em. Em mít ướt ơi, có như thế mít ướt tình yêu ơi. 79 Nguyễn Hương cho em này, 120.000 này. Đẹp lắm luôn tình yêu. 79 Nguyễn Hương cho em toàn combo đẹp thôi. Bây giờ toàn cái áo đẹp thôi. Đây là cái kho 79 cho em 120.000 này. 79 này, 120.000 này. Ok, Nguyễn Hương này. Nguyễn Hương cho em, ok, hết cho em này. Đẹp lắm luôn, đây combo váy hồng này, toàn combo xinh. Xinh mất mắt luôn các chế, đây váy hồng, ôi cái này ai mà lấy được thì quá xuất sắc luôn. Eo ơi, thực sự đấy, cái váy hồng này mọi người nhanh tay thì còn này, đây, cái váy này chị chụp cho mình được một cái. Hả? Cái váy hồng nhớ không, chụp trong lô này. Cái váy hồng này quá xinh luôn này, nhìn đúng không ạ, đẹp cực kỳ luôn này. Màu hồng phấn cho em này, một váy hồng cho em này, đẹp chưa, cũng 120.000 luôn ạ. Một hồng phấn cho em với một cái áo này đi ạ, đẹp lắm mọi người, nhanh tay thì còn nhá. Đây, hồng phấn một áo len nữa cho em này, 120.000 này. Chất đẹp quá. Đây, chất rất là đẹp này, áo len trễ vai cho em này. 120.000 hai cái luôn này. Đẹp xuất sắc chứ, mã bao nhiêu đây, 7? 80 à? 80 cho em gần như ai cũng vừa luôn nhá. 80 là form dáng váy suông mà, nơ cổ nơ xinh lắm. 80 nhanh tay cho em này, 120.000 luôn này. 80 chốt cho em này, combo rất xinh này. 80 chốt cho em này, 120.000 cho em này. 80 cho em. Mã 80 cho em này. 120.000, ok này. Nhanh lên cho em này. Ai? Ok, chị Nhung cho em này. Ok, hết cho em mã này, lên combo len cho em nha. Đây, hai cái này thì ai nhận được thì quá ưng luôn. Cái này cũng vừa bán, nó tặng lên combo cho em nhá. Đẹp lắm, màu này rất xinh này. Một màu nâu, một màu vàng cho em bán cho em, đúng rồi. Bán quá rẻ luôn, 80.000 hai cái này. Combo mọi người mua sẽ được rẻ hơn. Ai chưa có áo này nhanh tay cho em chốt. Màu này, màu vàng, ôi, hai cái màu này, hai cái màu hot nhà em luôn này. 81 cho em này, 80.000 luôn. Đây, đẹp chưa? Màu này quá hot luôn, một màu vàng, một màu đồng này, mọi người mua em nói cho mọi người quá rẻ. 80.000 mà hôm nay thay kiểu này, mai thay kiểu kia cùng một chất. Mặc quần sóc bò, mặc quần bò cũng đẹp. Má này mọi người mặc quần bò bên trong khoác ngoài. Mix cho em áo này này, với quần bò này, với một cái áo khoác cardigan ở ngoài thôi, gọi là siêu phê luôn. Má bao nhiêu đây, 81 cho em này. 81 cho em 80.000 hai cái thôi. Đẹp lắm luôn, vừa bán vừa tặng cái thế đấy. 81 cho em này, combo cuối livestream rồi. 81 này, ai? Quanh thỏ cho em này, combo đẹp quá, ai nhận được thì ưng lắm luôn đấy. Hết cho em combo này. Anh thỏ xin số đi. Anh thỏ xin số, anh thỏ cho em nhá. Đây này, combo này nữa cho em. Đẹp quá trời đây. Một cái len, trời ơi, cái len này mọi người nhận, em thật mọi người nhận mà không ưng thì em dỗi đấy. Cái len này tay của nó này rất đẹp, 82 cho em, cũng 100.000 hai cái luôn. Một cái này cho em nhá. Cái áo len này chất mịn cực kỳ. Bình thường một cái áo len như thế này mọi người mua ở ngoài đã phải tầm khoảng độ 200 rồi, bởi vì chất len rất mịn. Hai cái này màu đen luôn này, cái áo này còn màu đen thì quá hot luôn. Riêng cái màu gilet đen này thì gọi là không có mà bán, bởi vì quá hot. Về lấy bao nhiêu thì hết bấy nhiêu luôn. Gilet đen mặc cho mọi người xem. Cái gilet đen mọi người chỉ mặc cái sơ mi cổ ấy, có cổ, sau đó tay dài, cái sơ mi trắng có cổ tay dài này. Cái cổ thì để ở ngoài cái của cái gilet này thì quá xuất sắc luôn. Đây mọi người nhìn không? Em là em mặc không là mặc còn chưa đúng cách của nó đấy. Mọi người để cái cổ áo ấy của áo trắng ngoài này, xinh cực kỳ luôn này, nhìn của em này, đẹp chưa? Khoác thêm một cái áo khoác này thì quá chuẩn luôn, gilet đen này. 8 mấy đấy? 82 cho em 100.000 này. Ôi cái áo này nhận xê phê luôn ấy. 82 cho em 100.000 này. 82 cho em 100.000 luôn này. Đẹp quá. Ai? Hoa tiên đúng không? Mắt 82 hoa tiên cho em này. Mấy giờ rồi anh? Hoa tiên cho em này. Ok, 100.000 luôn. Lên hết cho em luôn này. Chắc chắn mua hộ em nhá, chắc chắn mua hộ em, hãng chốt nhá mọi người, đừng chốt cho vui miệng, đừng chốt cho sướng mồm nhá, em không tiếp đâu ạ. Mọi người nhớ đừng hộ em, đừng chốt cho vui miệng, khổ thân em lắm luôn. Lên cho em một mã này này. Cuối livestream em sẽ bán giá cực kỳ rẻ cho mọi người luôn, để cho mọi người đủ đơn nhá. Cuối livestream sẽ bán một cái giá cực kỳ rẻ cho các chị đủ đơn luôn. Đây, cọc này là cọc váy nỉ cho em này. Váy nỉ này nhập cũng rất là cao này. Cọc váy nỉ cho em này. À đây, cọc này là cọc cọc này nhầm, cọc này cọc áo nỉ này, siêu xinh luôn. Áo nỉ cứ mặc với chân váy xốp cho em, quần xốp, à quần ấy này, áo nỉ bên trong rất đẹp, hàng Quảng Châu cho em nhé. Đây mọi người nhìn này, áo nỉ cái hàng Quảng Châu này. Áo nỉ này là nỉ mỏng thôi mọi người nhé, không phải là nỉ bông hay là nỉ gì cả, nó chỉ nỉ mỏng, nỉ xám thôi, nhưng mặc rất đẹp. Chính ra đơn giản mới đẹp chứ còn cầu kỳ lại không đẹp đúng không mọi người. Đơn giản như thế này, đơn giản như một cái áo nỉ này thôi. Mọi người mặc bên trong áo len cao cổ cũng được nhá. Đây, đơn giản như cái áo nỉ, mặc với cái gì cũng đẹp này. Đấy nhìn không? Đơn giản như cái áo nỉ thôi, rất đẹp này. Cũng vừa bán được tặng cho em nỉ này, cũng bán cho em này 60.000 thôi, rất đẹp luôn. Nỉ này còn mấy cái thôi, 60.000 cho em này, nỉ đẹp này. Nỉ vintage nhỉ? CC à? Đây mã này rất đẹp này, mọi người mặc len cao cổ cũng đẹp này. Hàng Quảng Châu cho em nhá. Rất đẹp luôn này. Không. Mã này cho em này 60.000 thôi, hàng Quảng Châu này. Nỉ chính là đơn giản là đẹp, bao nhiêu đây? 8 mấy đấy? 83 đúng không? 83 chốt Bilibi cho em này. Bilibi Ruby cho em này.
60.000 ok này. 83 chốt chị Nhung cho em nè. Chị Nhung cho em này. 60.000 này. 83 chốt tiếp cho em này. 60.000 này. Có cả màu than nhá, còn sót một cái màu than tí là nhanh tay được một cái màu than. 83 cho em này, chốt nốt cọc này ngủ nhá, mệt quá rồi. Trời ơi, cả ngày hôm nay đây mọi người nhìn này, hàng xịn luôn nhá mọi người. Không phải bảo em nói điêu này, hàng bên trong nỉ. Đẹp chưa? Rất đẹp luôn này. 83. 83 chốt Winnie Sunny cho em này. Hải Ly có đơn chưa? 60.000 này. 83 một người nữa, cuối cùng Hải Ly cho em hết này. Hải Ly này, chắc chắn mua hàng chốt cho em nhá. Màu nỉ này rất xinh này, đơn giản mà mặc với cái gì cũng đẹp. 83 Hải Ly cho em này, có lên một tí nữa, lên một ít len nữa thôi nhá, em dừng hôm nay mệt quá rồi. 83 Hải Ly cho em có đơn này. 83 Hải Ly cho em có đơn, còn một người nữa này. Minh Hằng à? Minh Hằng hay là Minh Hằng này? 83 Minh Hằng cho em này. 83 là Minh Hằng cho em nhá. Đây cái đồ cáo đây em cho Hải Ly. 83 Hải Ly này. Ôi, màu theo màu đẹp quá này, màu theo đẹp chưa này. 83 này áo nỉ này, chất rất phê, cực kỳ đẹp luôn này, nỉ trên màu đẹp nhỉ. Màu nâu cũng đẹp, Hải Ly lấy màu này nhá. Đẹp lắm, nếu em không lấy để cho chị lấy đi. Bởi vì sao cái này mặc với chân váy đẹp lắm luôn ấy Hải Ly. Hải Ly này mặc với chân váy rất đẹp này. Trời ơi, em đau hết người. Có Hải Ly đấy, có một cái này đi. Bao nhiêu đấy? 83 này. Màu than này em không lấy là chị lấy luôn đấy. Bạn này mặc xinh, mặc với chân váy đẹp. Mặc chân váy đẹp xuất sắc luôn hết cho em, phải lên cho em cọc len đi nó. Trời ơi, 83 chốt cho em có màu ấy đi không? Chắc là dùng mấy con mệt quá rồi. Mọi người chắc là em dừng clip nhá mọi người nhá. Ok này. Khoác phao với cả ấy thì chị Út Nguyễn ơi, để mai, trưa mai lên nhá, trưa mai lên cho mọi người nhá. Đợi em một tí, em dừng clip 5 phút, sau đó em quay lại cho 30 phút cho các tình yêu đơn. Mọi người đi đánh răng rửa mặt, mọi người đi ấy đi. Sau đó lên giường buôn tiết với em nhá. Em buôn lúc sau này mọi người nhá. Của chị có không, Minh Hằng có nhá. Sau 30 phút nữa, à sau 5 phút nữa, 50 phút nữa mọi người vào livestream mọi người ấy hộ em nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. 5 phút nữa em livestream tiếp mọi người nhá. 5 phút nữa ạ.